chương 2340, trận phá hạ. Hai tên tiên vương này một là Phù Vân Trưởng Lão, một là Tam Hà Trưởng Lão. Trong đó Phù Vân Trưởng Lão khá cấp tiến, đối với quyền lực có giã tâm rất lớn, mà Tam Hà Trưởng Lão thì một lòng tu luyện, thuộc về loại hình không quản sự. Lần này Thương Thảo muốn đổi Lăng Hàn ra côn bằng cung, chính là do Phù Vân Trưởng Lão nói ra. Đường đường tiên vương tầng 7, không ngại ngùng sao, những bà lão này không đúng lắm, Lăng Hàn chắc chắn ở trong lòng, nhưng người ta quyền cao chức trọng, là hắn giam ba câu có thể đuổi xuống đài. Đương nhiên, hổ nữ là khẳng định nghe hắn, nhưng những người khác lại sẽ nghe hổ nữ sao. Âm âm âm, hắn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, thật giống như thiên địa sụp đổ rồi. Tình huống thế nào, lớn mật, thanh âm của Long Nguyệt tích vang lên, tràn ngập phẫn nộ. Ha ha ha, phù vân tiên vương, làm rất khá. Âm thanh của thương chỉ vi cũng vang lên, bắt đầu từ hôm nay, người chính là phó cung chủ của tứ hải cung ta trong lòng Lăng Hàn nhất thời chấn động, vừa rồi còn nói những bà lão này không đúng lắm, không nghĩ tới liền xảy ra vấn đề rồi. Đại trận hộ sơn, mở ra, chỉ thấy từng chiếc từng chiếc chiến hạm xuất hiện ở trên bầu trời, bỏ ra cái bóng đông nghịt, như bóng mở ở trong lòng mọi người côn bằng cung. Tại sao đại trận hộ sơn mở ra? Lẽ nào là phù vân trưởng lão làm sao? Phí lời, người không nghe thấy thương chỉ vi nói sao? Ta nói, tứ hải cung chỉ muốn ỷ vân cùng thái thượng trưởng lão mà thôi, chúng ta tội gì phải liều mạng không bằng đầu hàng tứ hải cung đi phải cho dù không nương nhờ vào tứ hải cung cũng hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi hà tất ôm côn bằng cung cùng chết mọi người nghị luận sôi nổi có cực kỳ khiếp sợ có khuyên những người khác đầu hàng lang hàn nghe vào trong tai cuối cùng rõ ràng hội nghị kia chỉ là danh nghĩa mục đích là để người có ý đầu hàng tiến hành giao lưu một lần đạt thành một loại nhận thức chung mà hiện tại theo phù vân tiên vương mở ra đại trận hộ sơn những người khác thì bắt đầu làm thuyết khách, ra tốc côn bằng cung diệt phong. Long Nguyệt Tích, ngày hôm nay chính là ngày ngươi hóa đạo. Thương chỉ vi xuất hiện, đứng ngạo nghễ trong trời cao, thân hình Việt Mỹ tỏa ra khí phách vô thượng như một vị nữ đế tuyệt thế. Chỉ chiến mà thôi, Long Nguyệt Tích xuất hiện, tương tự đứng ngạo nghễ không chung, trong tay phải cầm gậy màu tím, tuy Long Thái lụ khụ, nhưng tản mát ra khí thế lại không kém thương chỉ vi. Ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn, cùng đường mặt lộ, cũng dám mạnh miệng với ta thương chỉ vi khinh thường nói thiên tôn đại trận vừa mở côn bằng cung ở trong mắt nàng cũng chỉ là một món ăn mà thôi những người khác bỏ vũ khí xuống liền có thể sống sót thiên vân chuyển thế thân nhất định phải bắt còn có người này nàng ở trên bầu trời trống rỗng điểm một hồi hiện ra hình ảnh của lăng hàn người này tuyệt đối không thể tổn thương nếu như ai chạm một sợi lông của hắn bổn cung liền để kẻ đó vạn kiếp bất phục mọi người nhất thời kinh ngạc người này không phải không lâu trước trốn vào côn bằng cung sao tại sao lại kéo lên quan hệ với thương chỉ vi, lại còn nói không thể tổn thương một sợi lông, lẽ nào là con riêng của nàng. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng chỉ ít người của tứ hải cung đều phải nghiêm khắc tuân theo. Thả binh khí xuống, thả binh khí xuống, thả binh khí xuống, người của tứ hải cung đều quát lên, nếu như có thể không chiến mà thắng, bọn họ đương nhiên không muốn liều tính mạng cùng người chiến đấu, dù sao cuồng nhân chiến đấu như lăng hẳn cũng không nhiều, đại bộ phận người tu luyện đều là vì địa vị, quyền lực, của cải. Người của côn bằng cung rơi vào mê man, rốt cuộc có muốn chiến hay không? Đại trận hộ sơn đã bị công phá, thái thượng trưởng lão khẳng định cũng không phải đối thủ của thương chỉ vi. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không vẫn lấy thế phòng thủ, bị người đè đánh. Như vậy kết cục nhất định chỉ là thất bại. Vậy ý nghĩa chiến đấu ở đâu? Người sớm đã có tâm làm phản lập tức bỏ binh khí xuống, như vậy vừa mở màng, nhất thời để rất nhiều người do dự cũng thả binh khí xuống. Người một lòng tử trung với côn bằng cung không đủ một phần mười. Long Nguyệt Tích không khỏi thở dài, tuy nàng đề phòng trong cung có người làm phản, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ là nhân vật như Phù Vân Tiên Vương, đây là người thứ nhất ở dưới nàng, càng được nàng ký thác kỳ vọng cao, chờ nàng hóa đạo, Côn Bằng Cung liền tạm thời giao phó cho người đó. Các đệ tử đều bỏ vũ khí xuống, từ hôm nay trở đi. Côn Bằng Cung giải tán, nàng cất giọng nói, đây là tráng sĩ chặt tay, chỉ cần hổ nữ tương lai có thể trưởng thành tiên vương tầng 9, vậy Côn Bằng Cung liền có ngày quật khởi. Bằng không liền không nên hy sinh vô vị. Động tác này của Long Nguyệt Tích là tráng sĩ chặt tay. Nàng có muốn để Côn Bằng Cung giải tán hay không? Khẳng định không muốn, nhưng nếu như Côn Bằng Cung không giải tán, không có trận pháp thiên tôn bảo vệ, tất cả mọi người đều sẽ bị Tứ Hải Cung tàn sát hoàn toàn. Hết cách rồi, tiên vương tầng 9 của bọn họ càng mạnh hơn. Ở trong tiên vực, sức chiến đấu hàng đầu hoàn toàn quyết định chiến tranh thắng bại. Có thể nói, những người khác của Tứ Hải Cung chết sạch, nhưng chỉ cần thương chỉ vi còn Vậy vẫn có thể dễ dàng giết chết Côn bằng cung, huống chi hiện tại đại thế còn ở bên tứ hải cung. Vì lẽ đó, bảo toàn sinh lực, chờ ngày khác Đông Sơn tái khởi, đây mới là cách làm sáng suốt nhất. Thái thường trưởng lão, Côn bằng cung nhất thời có vô số người gọi lên, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, hận không thể dùng ánh mắt giết người. Đáng tiếc, cái này không có một chút ý nghĩa nào. Lên keng, càng ngày càng nhiều người ném binh khí lên mặt đất, sau đó lựa chọn rời đi, chỉ có số ít mấy người còn nắm chặt binh khí muốn chiến một trận, thả chết không gãy. Ngô xuẩn mất khôn, người của Tứ Hải cung khởi sướng đánh mạnh, cuộc chiến tranh này đã sớm có kết quả, bắt đầu từ hôm nay. Côn Bằng cung không còn tồn tại nữa, san bằng thế lực như Côn Bằng Thiên, điều này làm cho mỗi người của Tứ Hải cung đều như hít thuốc lắc, bắt đầu từ hôm nay, tên của bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại trong sử sách để hậu nhân chiêm ngưỡng. Long Nguyệt Tích, hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Chương 2341, buông tay chiến một trận. Thương Chỉ Vi cũng phát động công kích, muốn giết chuyển thế thân của Thiên Vân, tất nhiên cần phải trước tiên loại trừ Long Nguyệt Tích. Mà Long Nguyệt Tích ngã xuống, côn bằng cung mới thật tan thành mây khói, chỉ có thể trở thành lịch sử. Long Nguyệt Tích nhìn Thương Chỉ Vi thật sâu, nguyên bản lưng lõm khọm dần dần thẳng tắp, tóc trắng phơ lay động, lại đang nhanh chóng biến thành màu đen. Nàng Nguyên Bản rất lùn, nhưng theo phần lưng thẳng tắp, thân hình lại trở nên như người bình thường. Không, còn càng thêm thẳng tắp, thon dài. Cái này không phải là đứng thẳng đơn giản như vậy, mà là cả người nàng tăng cao một đoạn dài. Gió núi lay động qua, tóc của Long Nguyệt tích tung bay, đã hoàn toàn biến thành màu đen, dĩ lệ như mây. Lại nhìn mặt của nàng, đâu còn là một bà lão, mà là một mỹ nhân tuyệt sắc, phong nhã hào hoa. Eo dịu dàng nắm chặt, ngực no đủ tròn chắc, hai chân thon dài thẳng tắp, da rẻ càng bóng loáng tựa như ngọc, dùng nhan không dưới thương chỉ vi chút nào. Long Nguyệt tích, rốt cục không trốn tránh nữa sao, thương chỉ vi cười gần, Năm đó đối phương cũng là một đời tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa thiên phú kinh người, tự nhiên phải thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn sẽ không giải yếu. Nhưng nàng chịu đạo thương nghiêm trọng, không thể không dùng hết thảy tinh lực vào trên chân áp thương thế, dẫn đến dung nhan giải yếu, hình như bà lão. Hiện tại, Long Nguyệt tích quyết ý buông tay chiến một trận, mạnh mẽ thôi phát đến trạng thái mạnh nhất, tự nhiên dung nhan khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cái này cũng là trận chiến cuối cùng của nàng, cho dù thương chỉ vi không đánh với nàng, vậy khi nàng lui ra trạng thái này, cũng cực thịnh mà suy, đạo thương phát tác, hóa đạo quy thiên. Thương chỉ vi đương nhiên sẽ không bỏ chiến, nàng là người kiêu ngạo cỡ nào, hơn nữa lửa giận động lại nhiều năm như vậy, không tự tay diệt người thì làm sao cam tâm. Chiến một trận mà thôi, Long Nguyệt tích hào khí can vân, tự nhiên có một luồng khí thế phách tuyệt thiên hạ. Tiên vương tầng 9 như các nàng cũng chỉ tranh lệch tí tẹo như vậy mới không bước vào thiên tôn cảnh, tự nhiên mỗi một người đều cực kỳ cường thế. Chỉ là một chút xíu tranh lệch như thế, nhưng bất luận cố gắng như thế nào cũng không thể bù đắp, bởi vậy, tầng 9 chỉ là tiên vương mà thôi. Thương chỉ vi hết dài một tiếng, thân hình phẫn nộ nhảy ra, giết về phía Long Nguyệt Tích, chín phù hiệu trên người lóng lánh, đại diện cho nàng chính là nữ đế tuyệt thế trên trời, hầu như duy ngã độc tôn. Nàng không dám xem thường Long Nguyệt Tích chút nào, còn lấy ra một chiếc gương cổ, sau lưng nàng chìm nổi, bắn ra từng đạo từng đạo ánh sáng. Tia sáng này đánh lên người nàng, có thể để sức chiến đấu của nàng tăng lên một đoạn, mà đánh vào trên người của Long Nguyệt Tích, lại có thể suy yếu sức chiến đấu của đối phương một ít. Đây là bí bảo truyền thừa của Tứ Hải Cung, Đại Nhật Thiên Vương Kính, tiên binh tầng 9. Tiên kim không có phân chia mạnh yếu, nhưng chế thành tiên binh thì có, lẽ nào tiên vương tầng một chế tạo ra tiên binh có thể so với tác phẩm của tiên vương tầng 9. Đại Nhật Thiên Vương cảnh này chính là Tứ Hải Cung từng đời cường giả hòa vào ý chí võ đạo bản thân đúc thành, tập hợp bí pháp của ba vị tiên vương tầng 9, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối có thể coi như là một vị tiên vương tầng 9. Ở trong tay của thương chỉ vi, đại nhật thiên vương cảnh tự nhiên hoàn toàn kích hoạt, căn bản không cần tiêu hao lực lượng của thương chỉ vi, có thể tự mình thảo phạt. Long Nguyệt tích hừ một tiếng, hơi dương tay ra, một đạo hào quang từ giữa núi bay lên, bắn về phía nàng, đến trước người của nàng thì mới ngừng lại, nhìn kỹ, cái này là một bộ khôi giáp. Côn bằng khải, năm xưa côn bằng nguyên thú tu vi đại thành, lấy ra một sợi gân, một khúc xương cốt, một cái sừng của bản thân, lại dung hợp bảy khối tiên kim đúc thành giáp này, lại được ba đời tiên vương tầng 9 không ngừng luyện hóa, tự nhiên thành tiên binh tầng 9. Phù, côn bằng khải tự động bọc lên người của Long Nguyệt Tích, một viên phù văn cổ điển lóng lánh, nhất thời tỏa ra lực lượng vô cùng to lớn, tiên khí tràn ngập, cản lại quang mang của đại nhật thiên vương kính, lại không thể tạo thành một chút ảnh hưởng cho Long Nguyệt Tích. Âm, um, âm, um, âm, um, hai đại tiên vương tầng 9 triển khai ác chiến, màn trời run rẩy, ngôi sao ở gần bị đánh nổ, Hóa thành đá vụn từ giữa bầu trời rơi xuống, mà ngôi sao ở xa xa cũng khó thoát một kiếp, chỉ là bọn chúng là cả viên rơi xuống. Tròm sao rơi dụng, một viên nện xuống có thể nổ ra một vùng biển rộng, tự nhiên là sinh linh đồ thán. Tiên vương khai chiến, vậy như thế giới tận thế, huống chi là đại chiến cấp bậc tầng 9. Nhớ năm đó thế lực hắc ám xâm lấn, vô số tiên vương bạo phát đại chiến, thậm chí đánh cho côn bằng thiên vỡ ra xa cách tiên vực, tiến vào hư không. Phía dưới, mọi người sững sờ một lúc lại một lần nữa đại chiến. Trong tiếng chém giết, người của côn bằng cung từng mảng từng mảng ngã xuống. Cách biệt quá xa, thật có chút người chính là không bỏ xuống được, rõ ràng chỉ cần từ bỏ chống lại liền có thể sống, nhưng các nàng lựa chọn chiến đấu đến cùng. Máu tươi tung tóe, tình cảnh thê thảm, Lăng Hàn chưa bao giờ sợ chiến, nhưng hiện tại có loại cảm giác không biết làm sao. Cái này không phải chiến tranh của hắn, cho dù bởi vì hổ nữ, hắn càng nghiêng về côn bằng cung, nhưng bỗng nhiên muốn hắn đối với người không quen biết phất lên đồ đao, hắn khó làm được. Hắn thiếu hụt dục vọng chiến đấu, nhen lửa chiến ý của hắn. Trốn, thanh âm của Long Nguyệt Tích vang lên ở trong thức hải của hắn. Mang theo ỷ Vân trốn, có bao xa trốn bao xa, từ nay về sau, ỷ Vân liền giao cho ngươi. Lăng Hàn nghiêm nghị cả kinh, hổ nữ còn ở trong hắc tháp, mà tuy món bảo khí này châu bò, nhưng thật có thể chặn được một vị tiên vương tầng 9 sao. Hắn lại không do dự chút nào, Thân hình đột nhiên xoay một cái, chạy xuống dưới ngọn núi. Đứng lại, một tên phân hồn cảnh của Tứ Hải cung ngăn cản, đại thiếu vẫn là trước tiên dừng lại, cung chủ đại nhân có chuyện muốn nói với ngươi. Thương chỉ vi mở miệng uy hiếp, bất luận người nào dám động Lăng Hàn một sợi lông liền chém vụn thi thể thành vạn đoạn, có thể thấy được coi trọng Lăng Hàn đến cỡ nào, vậy tự nhiên không thể để cho hắn đi rồi. Hơn nữa, Thiên Vân chuyển thế thân còn không có tìm được, khả năng ở trong không gian thần khí của mỗi người vậy thì càng không có đạo lý thả người rời đi. Cút, lang hàn đấm ra một quyền, oanh, người kia nhất thời bị đánh bay thành một điểm nhỏ. Trường 2342, nhiều lần thất thủ. Nhưng mà, người này vừa bị đánh bay, lại có chướng ngại vật mới, lần này là tiên phủ cảnh. Tiên phủ đối phó phân hồn, đây là nghiền ép tuyệt đối, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Bởi vậy, người này đứng chắp tay, một bộ tự tin tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lang thiếu đúng không? vội vã đi như thế làm gì, cung chủ đại nhân chăm sóc người như vậy, tương lai người nói không chắc sẽ trở thành thiếu cung chủ của chúng ta cũng không nhất định. Tứ hải cung chúng ta ở tiên vực là thế lực cao cấp nhất, vinh hoa phú quý như vậy người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, người lại được dễ như trở bàn tay, ta thực sự là ước ao chết mất. Lăng Hàn cười ha ha nói, người cút hay không cút, không cút, ngày sau ta thành thiếu cung chủ gì đó, chuyện thứ nhất chính là chém đầu của ngươi, ngươi có tin hay không? Đệt! da mặt của tiên phủ cảnh kia không khỏi co giật, có loại khó chịu như nâng đá đập mình chân, tự tin trên mặt nhất thời không cánh mà bay. Đúng a, à, lấy coi trọng của thương chỉ vi đối với lăng hàn, cho dù không lập lăng hàn làm thiếu cung chủ, cũng khẳng định chạy không được chức vị thánh tử. Mà hắn chỉ là một tiên phủ cảnh nho nhỏ, ở tứ hải cung miễn cưỡng có thể tính là cao thủ. Nếu như lăng hàn thật muốn chỉnh hắn, ai sẽ giúp hắn nói một câu lời hay? Vậy hắn phải để đi, nhưng vạn nhất tội danh thả chạy lăng hàn gán lên đầu hắn, thương chỉ vi trách tội, hắn gánh nổi sao. Hắn không khỏi tiến thối lưỡng nan, càng cực kỳ hối hận, sớm biết trực tiếp đánh ngất lăng hàn không phải tốt sao, bây giờ đối phương nói ra, cũng để vấn đề khó ở trước mặt hắn. Thừa dịp người này trần chờ, lăng hàn lập tức vận chuyển thân hình, chạy đi như bay. Lăng thiếu, vẫn là ở lại đây đi, người này ra tay, tóm tới vai của lăng hàn, hắn quyết định, lăng hàn muốn chỉnh hắn cũng là chuyện sau này, nhưng nếu như thả chạy lăng hàn, vậy thương chỉ vi trách phạt chính là gần ngay trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể thầm hận tại sao chân mình hèn hạ như thế, nháo đến tình cảnh hiện tại này. Ồ, hắn hơi sướng sờ, bởi vì không gian trong phạm vi ngàn trượng ở chung quanh hắn đều vặn vẹo, thật giống như hóa thành vô số tấm gương, mà trong mỗi một chiếc gương đều có một lăng hàn. Hắn biết những cái này tất nhiên đều là giả, những giả cũng quá chân thực đi, bất kể là tướng mạo, khí tức đều không hề khác chân thân, để hắn căn bản không thấy được người nào mới là chân thân có chút ý nghĩa, nhưng ngươi có biết, cảnh giới của ngươi và ta chênh lệch quá to lớn. Tiên phủ cảnh kia hừ nhẹ một tiếng, tay phải thò ra, trên trường có một loại phù hiệu tựa như mãnh hổ phát sáng. Oanh, một làn sóng trùng kích đẩy ra, oanh oanh oanh, không gian vặn vẹo dồn dập phá nát, thân hình lăng hàn ở trong đó cũng run lên liền đổ nát, nhưng chỉ một tức thời gian mà thôi, gương ảnh không gian trong ngàn trượng toàn bộ tan rã. Lăng hàn đâu, tiên phủ cảnh kia khiếp sợ phát hiện, tên tiểu tử này lại xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, sắp muốn chạy ra phạm vi thị lực hắn có thể đạt tới. Xảy ra chuyện gì đấy? Căn bản ở dưới mí mắt của hắn, Lăng Hàn lại có thể thoát thân mà chạy. Hắn hét dài một tiếng, thân hình hơi động, cấp tốc đuổi về phía Lăng Hàn, chỉ mấy cái lên xuống hắn liền đuổi theo Lăng Hàn, lần thứ hai lấy tay liền bắt, muốn bắt Lăng Hàn. Ta không tin, đường đường tiên phủ cảnh còn không bắt được một phân hồn. Lăng Hàn dở lại trò cũ, mở ra hư linh không gian, vô số mặt kính tái hiện, bóng người của hắn thiên thiên vạn vạn, căn bản vô pháp biện bạch người nào mới là chân thân. Ta rõ ràng, tiên phủ cảnh kia cười to, kỳ thực hư linh không gian của Lăng Hàn muốn vượt qua phạm vi ngàn trượng, nhưng Lăng Hàn hạn chế to nhỏ, đặt chân thân ở ngoài phạm vi này, vậy hắn vào trước là chủ, chỉ cho rằng Lăng Hàn cũng ở trong khu vực này, vậy cho dù hắn phá nát không gian này, nhưng vẫn như cũng không làm gì được Lăng Hàn. Khá lắm tiểu tử, vận dụng bí pháp linh hoạt đến mức độ như thế, thực sự là thiên tài. Ngay cả hắn cũng bắt đầu có ý yêu tài, nhưng mà thật sâu biết, mình căn bản không có tư cách thu Lăng Hàn làm đồ đệ. Tiên vương tầng 9 cũng cực kỳ coi trọng Lăng Hàn, nào có phần của hắn. Hắn bạo phát tiên lực, nhất thời, đùng 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 đùng, ảnh trong gương không gian lần thứ hai nát tan, mà ở thời khắc hắn sững sờ, chỉ thấy Lăng Hàn lại xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Kháo, kháo, đệt, một lần bị lừa gạt có thể thông cảm được, nhưng hai lần lật thuyền trong mương thì quá không nên. Hắn là ngu xuẩn sao, tiên phủ cảnh kia không khỏi tức giận, chiêu thuật của Lăng Hàn không có một chút xíu biến hóa, chỉ là hiện tại hắn mở ra hai ngàn trượng vẫn như cũ không phải cực hạn của hắn, bởi vậy lần thứ hai thành công lừa gạt được mình. Nhưng người trốn được không? Phân hồn so với tiên phủ yếu hơn bao nhiêu, coi như người đem hết thủ đoạn ra thì đã làm sao, vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thân hình hắn lại lao lên, lần thứ ba đuổi theo Lăng Hàn. Một trường thò ra, hắn cũng không thay đổi thói quen công kích, cái này cũng là một loại kiêu ngạo. Lăng Hàn nở nụ cười, lần thứ ba mở ra hư linh không gian lần này bao phủ khu vực bốn ngàn trượng ta đã nhìn thấu trò lừa bịp của ngươi tiên phủ cảnh kia ngạo nhiên nói oanh bàn tay lớn mở ra đầy đủ bao phủ tám ngàn trượng không gian cái này dù sao vẫn đạt đến cực hạn của ngươi chứ bàn tay lớn ấn xuống hết thảy ảo ảnh nhất thời phá nát nhưng mà chân thân của lăng hàn vẫn không có xuất hiện sắc mặt của tiên phủ cảnh kia trong nháy mắt trở nên túi đen thật giống như bị người đánh một bạt tai cực kỳ lúng túng lăng hàn lại đang ở ngoài ngàn dặm tiên phủ cảnh kia thực sự là lấy làm kinh hãi chỉ là địa hồn lại có thể khống chế quy tắc không gian ở trong khu vực lớn như vậy quá làm cho người ta không cách nào tin nổi lão tiền người ra tay mấy lần lại vẫn không thể nào cầm được một phân hồn nho nhỏ có người cười nhạo nói đây là đồng liêu tứ hải cung của hắn nhưng bình thường quan hệ không tính quá hữu hảo lão tiền hừ một tiếng dưới chân động nữa lại đuổi theo lăng hàn một trường vồ xuống người đến a Ta cũng không tin, ảnh trong gương của ngươi có thể lớn hơn phạm vi công kích của hắn. Nhưng mà, hắn tính sai, lần này Lăng Hàn không có sử dụng ảnh trong gương phân thân, mà chỉ lợi dụng ảnh trong gương tiến hành nhanh chóng đi tới, lại thêm quy tắc hệ lôi bạo phát, tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo phát đến tình trạng để tiên phủ cảnh cũng phải thay đổi sắc mặt. Chương 2343, tiểu cốt cũng có thể kéo cừu hận. Xèo, hắn ở công kích của lão tiền sắp hạ xuống chạy ra ngoài. Lần này ngay cả những thăng nguyên cảnh kia cũng đưa mắt nhìn lại, chăm chú vào trên người lăng hàn. cái phân hồn này thực có chút yêu nghiệt a. À. an nhiên thánh nữ cũng chỉ như thế chứ. vốn tưởng rằng an nhiên thánh nữ nhất định sẽ trở thành cung chủ đời tiếp theo, nhưng nếu tiểu tử này gia nhập tứ hải cung chúng ta, lấy hắn yêu nghiệt lại thêm cung chủ coi trọng, sẽ tạo thành trùng kích cực lớn đối với an nhiên thánh nữ. lần này có trò hay nhìn. người của tứ hải cung nghị luận sôi nổi, chiến cuộc cơ bản đã định, chỉ có vẻn vẹn mấy người còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại để bọn họ có đủ nhàn nhã giao lưu. Lăng Hàn không có trốn nữa, tuy hắn bốn lần thành công thoát thân ở trong tay tiên phủ cảnh, thậm chí còn có thể làm được năm lần, 10 lần, nhưng thủ đoạn trung quy có cực hạn. Trốn vào trong hắc tháp, ha ha, nơi này tiên vương lấy trăm tính, chờ thương chỉ vi rảnh tay, thủ đoạn của tiên vương tầng 9 càng là quỷ thần khó lường. Lão tiền, người chỉ có chút trình độ ấy sao? Hắn cười ha ha, triển khai trào phúng. Lão tiền ra mặt đỏ chót, chỉ cảm thấy vô số đôi mắt chăm chú vào trên người mình để hắn hận không thể tìm cái khe chui xuống hắn lại ra tay chộp về phía lăng hàn y nha nha tiếng kêu quen thuộc vang lên một vệt sáng bắn nhanh tới lão tiền cả kinh vẫn không có phản ứng lại oanh hắn đã bị đạo lưu quang này nện ở trên lưng nhất thời tàn nhẫn đâm về phía mặt đất rơi chặt chẽ vững vàng tốc độ của lưu quang cũng chậm lại mọi người thấy rõ thứ này lại là một cây xương trắng như tuyết xương phiêu phù ở giữa không trung từng tia sáng vần quanh, dần dần hình thành một hình người. Không phải tiểu cốt thì là ai? Y nha nha, tiểu cốt nhìn thấy lăng hàn, có vẻ rất sung sướng. Mỹ nữ, cười một cái. Đại gia, người tuyệt đối không nên sằng bậy. Vợ, tư thế của chúng ta nên sửa một chút. Tiểu cốt lập tức líu ra líu díu mà học vẹt, một câu lại một câu, căn bản không ngừng. Tất cả mọi người chố mắt ngoác mồm, cây xương này thế tới kinh người, nhưng nói ra là thứ đồ gì. Lăng hàn cười to, hơn 10 ngàn năm qua tiểu cốt không biết nghe bao nhiêu người đối thoại tự nhiên là kìm nén đến luống cuống không học vẹt thoải mái sao được tiểu cốt mang ta phá vòng vây hắn nói tiểu cốt mang ta phá vòng vây tiểu cốt cũng nói vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng đệ lăng hàn ai thán tiểu cốt này đến thời điểm mấu chốt liền vô căn cứ hư nếu đến rồi vậy cùng một chỗ ở lại đi một tên thăng nguyên cảnh ra tay tóm tới lăng hàn cùng tiểu cốt hư nếu đến rồi tiểu cốt học vẹt cũng đưa tay ra tóm tới đối phương oanh hai cái tay đụng vào nhau ánh sáng quy tắc làm loạn ngay cả thấy bàn tay của tiểu cốt lấy tư thế không thể chống đỡ đánh tan bàn tay lớn của đối phương tiếp tục tóm tới không được tên thăng nguyên cảnh kia kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vàng xoay người bỏ chạy không được tiểu cốt căn bản không có ý thức được mình đang cùng người giao thủ cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng xoay người bỏ chạy chuyện này mọi người thấy da mặt co giật có trêu chọc người như vậy sao thật quá mức a à, thang nguyên cảnh kia càng tức giận đến muốn thổ huyết ta không địch lại ngươi là thực lực ta không bằng nhưng ngươi lại học dáng dấp chạy trốn của ta đây là nhục nhã ta thế nào không thể nhẫn nhẫn không được lang hàn sờ sờ cầm. tiểu cốt rõ ràng đần độn nảy sinh tại sao cũng có thể trong nháy mắt làm người tức giận đến giơ chân nhỉ thay đổi thành đại hắc cầu cũng coi như nó trời sinh tính hèn hạ tiên vương tức chết hắn cũng không kỳ quái lui ra một bóng người từ trên trời giáng xuống, có ánh sáng vần quanh. Tiên vương, tên thăng nguyên cảnh kia cung kính hành lễ, lùi qua một bên. Tiên vương, bất kể là mấy tầng, kia đều là tồn tại vô thượng, không tới cấp bậc này cũng chỉ có phần cung kính đối mặt. Tiên vương kia nhìn tiểu cốt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một khúc xương cốt, tại sao có uy thế như vậy? Tiên vương làm việc, tự nhiên là không kiêng rẻ gì, hắn đưa tay ra, chộp về phía tiểu cốt. Tiểu cốt tràn đầy phấn khởi, có nhiều người như vậy chơi đùa với hắn, có ý tứ. Hắn cũng đưa tay ra, học động tác của đối phương. Hừ, tên tiên vương kia lộ ra vẻ không vui, ta là tiên vương tầng 2, người nghĩ ta là Amil A Miêu A cầu sao. Oanh, hai cái tay đụng vào nhau, một cái trong đó lập tức đổ nát. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, cái tay đổ nát này lại là của tên tiên vương kia đánh ra. Oanh, bàn tay lớn của tiểu cốt đánh ra tiếp tục tóm về phía tên tiên vương kia. Cái gì? Tên tiên vương kia kinh ngạc thốt lên, vội vàng xoay người rời đi. Cái gì, tiểu cốt học vẹt thật tuyệt vời, cũng xoay người rời đi. Chuyện này, khóe miệng của mọi người co giật, chỉ cảm thấy tiểu cốt quá cay độc. Ngươi thắng liền thắng, hà tất quá mức như vậy. Mọi người đều là tiên vương, tu đến độ cao như vậy, sao có thể khinh người như thế chứ? Ngươi, ngươi ngươi, tên tiên vương kia đã xoay người lại, tức giận đến sôi lên. Ngươi, ngươi ngươi, tiểu cốt cũng nhe răng nhếch miệng, học hết hoàn toàn quá mức thực sự là quá mức rồi đừng nói tiên vương kia muốn giết người những người khác cũng lắc đầu liên tục tại sao có thể như vậy chứ lưu phong ta cùng ngươi không đội trời chung tên tiên vương kia gào thét khuôn mặt dữ tợn sĩ khả sát bất khả nhục tiên vương càng là cao cao tại thượng có thể ngang hàng thiên địa há cho phép khinh thường lưu phong ta cùng ngươi không đội trời chung khuôn mặt của tiểu cốt dữ tợn gần như giết gào hiện tại hắn lại có tiến bộ không chỉ học vẹt còn có thể gia nhập một ít yếu tố diễm cảm, có vẻ càng thêm khuyết đại. Tất cả mọi người ngất xỉu, người không chỉ học vẹt trào phúng người khác, ngay cả tên cũng muốn lấy trộm, đây là muốn cùng người kết làm tử thù A. Lưu Phong, lại một tên cường giả từ giữa bầu trời rơi xuống, có hào quang năm màu quấn quanh, nói rõ hắn là một vị tiên vương tầng 5. Ngô Hằng Đại Nhân, tên tiên vương trước kia cung kính hành lễ, tranh lệch ba tầng, hắn nhất định phải duy trì cung kính tuyệt đối. Ngô Hằng gật gù, dung sắc của hắn có chút thận trọng, Ngươi không phải là đối thủ của người nọ. Chương 2344, Long Nguyệt Tích chết đi thượng. Lưu Phong có chút không phục, tuy ở trước đó hắn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn vẫn có tự tin rất mạnh, buông tay một kích chưa chắc sẽ thua. Nhưng Ngô Hằng lại phán định hắn không phải đối thủ của Tiểu Cốt, để hắn rất không cam tâm. Nhưng Tiên Vương Tầng năm nói như vậy, hắn dám tranh luận với đối phương sao? Hắn lùi ra, tặng vị trí cho Ngô Hằng. Các hạ cũng thật là gan to bằng trời, ngay cả sự tình của tứ hải cung ta cũng dám nhúng tay. Ngô Hằng uy nghiêm đáng sợ nói, các hạ cũng thật là, tiểu cốt cực kỳ vui vẻ, để cho người khác tức chết. Ngô Hằng không khỏi sầm mặt lại, người tốt xấu gì cũng là tiên vương, học vẹt như vậy có ý tứ sao? Người tốt xấu gì cũng là, sắc mặt của tiểu cốt trầm đến càng thêm lợi hại, đáng chết, Ngô Hằng nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, hắn ra tay, oanh, tiên diễm vô tận cháy hừng hực, hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay có một cái phù hiệu đại đạo cổ điển, chấn áp tới tiểu cốt. Đáng chết, tiểu cốt đồng dạng làm hình dáng tức giận, giận dữ mà lên. Ầm, um, bởi vì tiểu cốt là hoàn toàn đến mô phỏng theo, nắm đấm của hai người dĩ nhiên là đụng vào, bắn ra nổ vang kinh thiên động địa, tiên quang phun ra, phảng phất như khai thiên phách địa, diễn hóa ra ngàn vạn thế giới. Oanh, Ngô Hằng bị đánh bay, ở trên bầu trời xẹt qua, cả người phun máu tươi. Tiểu cốt thấy thế, a à một tiếng, cũng lăn lộn về phía sau mạnh mẽ từ trong cơ thể bước ra máu tươi, nhưng thân thể của hắn vốn là nghĩ hóa ra, đừng nói chỉ chảy chút máu, ngay cả đầu rơi mất cũng không có chuyện gì. Mọi người không khỏi không nói gì, chưa từng thấy người thiếu đạo đức như thế. Lăng Hàn vui vẻ, tiểu cốt đã không phải đơn giản học vẹt, mà còn gia nhập biểu diễn của mình. Tỷ như một tiếng A này, Ngô Hằng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy, là tiểu cốt thêm vào. Có tiến bộ, nói không chắc một số năm sau, tiểu cốt có thể lần thứ hai thức tỉnh linh trí, đắc đạo. Lưu Phong thì đầy mặt bi thảm, biết Ngô Hằng cũng không có nhìn lầm, hắn thật không phải đối thủ của Tiểu Cốt. Tiên Vương tầng 5 cũng bị đánh bay, cho dù thực lực của hai người tương đương, vậy muốn trấn áp hắn cũng chỉ là sự tình ba chiêu hai thức. Càng đáng sợ chính là, này cũng có thể không phải toàn bộ thực lực của Tiểu Cốt. Tầng 6, tầng 7, tầng 8, thậm chí, tồn tại vô thượng tầng 9. Xeo, lại một vị tiên vương rơi xuống, hào quang bảy màu quấn quanh, cả người càng có khí thức hỗn độn sôi trào, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng uy thế trí cao vô thượng lại cuồn cuộn mà tới. Tiên vương tầng 7, tứ hải cung gốc gác thâm hậu, tiên vương tầng 2 không địch lại, lập tức có tiên vương tầng 5 nhảy ra, tiên vương tầng 5 không địch lại, lại có tiên vương tầng 7 ra mặt. Cuối cùng, người ta còn có tiên vương tầng 9A. Dám quản chuyện vô bổ của tứ hải cung ta, liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tên tiên vương tầng 7 này quả đoán ra tay, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, chân áp tới tiểu cốt tiểu cốt đương nhiên học theo răm giáp, sau học vẹt, tương tự một trưởng đè tới đối phương. Hắn căn bản không biết né tránh, nhất thời bị cự trưởng oanh vững vàng, mà thân hình tên tiên vương tầng 7 kia thì lóe lên, ra phạm vị oanh kích một trưởng này của tiểu cốt. Âm âm âm, tiên vương tầng 7 ra tay, uy thế quá bá đạo, cho dù nơi này chính là côn bằng cung, mỗi một khối núi đá đều bị côn bằng nguyên thú rèn luyện qua, nhưng vẫn bị mạnh mẽ nổ ra một cái hố lớn, tiểu cốt cũng biến mất ở trong cái hố này. Ha 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 ha, Linh Nhạc Tiên Vương ra tay, quả nhiên thành công. Phải, lúc trước Linh Nhạc Tiên Vương chính là siêu cấp đế giả, bây giờ càng có hy vọng xung kích tầng 8, thực lực của hắn thậm chí có thể sánh ngang một ít tiên vương tầng 8 bình thường. Lại dám chơi trò bịp bợm ở trước mặt Linh Nhạc Tiên Vương, thực sự là tự tìm đường chết. Người của Tứ Hải Cung đều cười gần, tu vi của Linh Nhạc Tiên Vương ở Tứ Hải Cung xếp hạng thứ ba, nhưng thực lực chỉ đứng sau thương chỉ vi, chính là cường giả thứ hai của Tứ Hải Cung, hắn tự mình ra tay, trên đời này có mấy người có thể không bị chân áp. Nhưng mà, linh nhạc tiên vương không có lộ ra nụ cười, trái lại trở nên thận trọng. Hắn nhẹ nhàng vung một trường, cho bụi, đất đá sôi trào trong hố sâu nhất thời bị quét đi sạch sành xanh, trong hố đáy trống rỗng, lập tức hiện ra một người. Không thể nói là người, mà là một cây xương, trắng như tuyết, óng ánh, có một phù hiệu cực kỳ cổ xưa, tỏa ra khí thức năm tháng tang thương. Tiểu cốt, người của tứ hải cung đều thấy rõ, thời điểm tiểu cốt bay đến chính là một cây xương, hiện tại vẫn là một cây xương nói rõ cái gì. Đối phương căn bản không mất một sợi tóc, T, tiên vương tầng 7 ra tay, lại vô công. Nói hoàn toàn vô công cũng không thích hợp, chỉ ít đánh nổ thân thể tiểu cốt diễn hóa ra, chứng minh linh nhạc tiên vương mạnh mẽ, trước đám người lưu phong, ngô hằng là hoàn toàn không cách nào làm được. Người rốt cuộc là vật gì? Linh nhạc tiên vương trầm giọng hỏi, bản thể của đối phương chỉ là một cây xương, nhưng trên đời này có xương mạnh mẽ như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là vật gì? Tiểu cốt lần nữa diễn hóa ra thân thể, một bên học vẹt. Linh nhạc tiên vương nhìn chằm chằm tiểu cốt một hồi, bỏ đi ý nghĩ giao lưu với tiểu cốt. Mặc kệ tiểu cốt là cố ý học vẹt, hay chỉ có thể học vẹt, hiển nhiên hắn không thể nói ra thứ hữu dụng gì, vậy phí lời cái gì? Một chữ, đánh, linh nhạc tiên vương không chút do dự ra tay, cùng tiểu cốt chiến lên. Tiểu cốt đầy mặt mờ mịt, ô, tại sao ngươi không nói chuyện? Không nói lời nào chỉ đánh nhau có ý gì? hắn tiêu cực ứng chiến, chỉ chống đỡ không hoàn thủ. Linh nhạc tiên vương xác thực mạnh mẽ, hắn chính là bá chủ trong đế, sức chiến đấu thậm chí vượt qua tầng 7, bước vào tầng 8. Phải biết, tiên vương là một bước một thiên địa, tranh lệch một cảnh giới nhỏ, vậy thực lực liền như trời cùng đất. Cái gì vương giả có thể vô địch cùng cảnh giới, hoàng giả vượt qua một cảnh giới nhỏ nghiền ép, ở tiên vương cảnh hoàn toàn không dùng được. Trên thực tế, vương giả có rất ít có thể bước vào tiên vương, trừ khi sau này được cơ duyên to lớn, hoàng giả mới có thể trở thành tiên vương, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. chương 2345, Long Nguyệt Tích chết đi, hạ. Chỉ có đế giả mới nhất định có thể thành tựu tiên vương, hơn nữa làm sao cũng phải là tầng 4, tầng 5, nhưng nói đến vượt cấp khiêu chiến, ngay cả đế giả cũng cơ bản không thể nào làm được, chỉ có siêu cấp đế giả mới được. Linh nhạc tiên vương chính là đế giả như vậy, tu vi của hắn là tầng 7, nhưng sức chiến đấu đạt đến tầng 8, thậm chí ở trong tiên vương tầng 8, sức chiến đấu cũng có thể xếp vào trung du cái này quá mạnh mẽ đừng nói tiểu cốt hiện tại ngơ ngơ ngác ngác căn bản không biết hoàn thủ coi như hắn phấn khởi phản kháng cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của linh nhạc tiên vương hắn mạnh đã có thể sánh ngang rồi hắc long vương nhưng mà tiểu cốt có một ưu thế kinh người là sức phòng ngự của hắn mạnh đến nỗi nghịch thiên trên thực tế hắn chỉ là một cây xương mà thôi cốt không hư hắn là không sao mà xương của hắn có thể so với tiên kim tiên kim kiên cố, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể lực đoạt, chỉ có thể lấy lực lượng quy tắc chậm rãi nung nấu, bởi vậy, linh nhạc tiên vương muốn chân chính tạo thành uy hiếp với tiểu cốt, chỉ có thể lấy lực lượng quy tắc luyện hóa tiểu cốt, bằng không chính là tốn sức trắng. Nhưng muốn làm được điểm ấy thật quá khó khăn, tiểu cốt ở trên quy tắc không gian nắm giữ trình độ đáng sợ, mặc cho linh nhạc tiên vương bao vây làm sao cũng vô dụng, hắn có thể ung dung thoát khỏi. Vậy thì để chiến đấu lâm vào thế bí, rõ ràng là linh nhạc tiên vương chiếm hết thượng phong, nhưng làm thế nào cũng không thể chuyển hóa ưu thế thành thế thắng. Bởi vì Lăng Hàn đã là cua trong giỏ, không có ai lại ra tay với hắn, dù sao có người bị thiệt thòi, ra tay với Lăng Hàn sẽ để cho mình tiến thối lưỡng nan, vậy còn không bằng chỉ vây Lăng Hàn ở chỗ này. Giữa bầu trời, tứ đại tiên vương đại chiến, thường Chỉ Vi đối chiến Long Nguyệt Tích, Tiểu Cốt đối chiến Linh Nhạc Tiên Vương, hai bên đều chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Có điều, hai trận chiến đấu này hầu như không ai có thể nhìn thấy, bởi vì bốn người này đều quá mạnh mẽ không chỉ tốc độ di động nhanh đến mức kinh người, ra tay cũng như thế, mọi người có thể nhìn thấy kỳ thực cũng chỉ là vầng sáng bùng lên mà thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên biến mất, tiên vương đại chiến, kéo dài mấy năm thậm chí mấy vạn năm cũng không ngạc nhiên, bởi vậy tất cả mọi người đều không vội, côn bằng cung tồn tại vô số kỷ nguyên, muốn diệt trừ tiêu tốn mấy năm thậm chí mấy vạn năm thì đã làm sao. Nhưng sau 10 ngày, một chiến đoàn đột nhiên ngừng lại, đã không còn ánh sáng chói lọi phát ra là chiến đoàn của người nào, thường chỉ vi đối với Long Nguyệt Tích, hay tiểu cốt đối với Linh Nhạc Tiên Vương. Chỉ một lúc sau, đáp án công bố, một bóng người đột nhiên từ giữa bầu trời rơi xuống, oành rơi xuống đất, sau lưng lộ ra hai cái cánh khổng lồ, tỏa ra uy thế vô cùng vô tận, mà trên da càng có từng mảng từng mảng long lân, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp của người này. Nhưng không cần nhìn mặt liền có thể xác định, người này là Long Nguyệt Tích, bởi vì đây là cánh côn bằng. Lẽ nào, Long Nguyệt Tích thắng? Người của Tứ Hải Cung đều ngạc nhiên, người của Côn Bằng Cung đại hỷ, nếu như Thái Thượng trưởng lão thắng, Côn Bằng Cung liền không cần giải tán, hơn nữa còn hóa giải đại địch Tứ Hải Cung, sau vậy Côn Bằng Cung liền có thể khôi phục khí phách của thế lực tầng 9. Oanh, lại một người bay xuống đất, sau lưng có một mặt cổ cảnh trói lọi. Thương chỉ vi, thương chỉ vi, người thắng, nhưng người cũng thua. Thời điểm Long Nguyệt Tích mở miệng nói chữ thứ nhất còn rất lanh lành, nhưng đến chữ thứ hai liền bắt đầu trở nên già nua, mà long lân toàn thân cũng từng mảnh từng mảnh rơi xuống tóc đen hóa thành màu xám lại từ màu xám biến thành màu trắng trong nháy mắt lại biến thành một bà lão nàng cười ha 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 ba tiếng liền im bặt lại không còn một tia khí thức lưu chuyển xoảng trong thiên địa đột nhiên vang tiếng kinh lôi sau đó mưa máu vô biên hạ xuống có tiếng nổ lớn ai thán để mỗi người đều từ đáy lòng bay lên một luồng tâm ý bi thương trong mắt càng chảy ra nước mắt tiên vương chết đi thiên địa đau buồn long nguyệt tích hóa đạo một đời tiên vương, bá chủ tầng 9, hầu như là nhân vật mạnh nhất tiên vực, trải qua vô số kỷ nguyên, chứng kiến năm tháng biến thiên, rốt cục vẫn là bụi quy về bụi, đất trở về với đất. Nếu không có không bỏ xuống được, sớm mấy kỷ nguyên trước nàng liền hóa đạo. Thái thường trưởng lão, người của côn bằng cung đều gào khóc, ngay cả phù vân tiên vương cũng lộ ra vẻ đau thương. Nàng nương nhờ vào tứ hải cung là bởi vì nàng cực kỳ hiện thực, nhưng không có nghĩa là trái tim của nàng cũng ngã về tứ hải cung cung chủ vạn tuế người của tứ hải cung sôi trào long nguyệt tích vừa chết đại diện cho côn bằng cung rốt cục sụp đổ Thương chỉ vi cũng không có vẻ đắc ý gì ngược lại lộ ra vẻ buồn bạc có lẽ là lúc long nguyệt tích lâm chung nói như vậy đâm trái tim nàng bị thương từ lúc mấy kỷ nguyên trước nàng liền thua thua thiên vân hơn nữa còn là thất bại thảm hại thiên vân duyên sinh đã sớm hóa đạo hiện tại long nguyệt tích cũng chết nàng thiếu ngạo thiên hạ thì đã làm sao khi ngọn lửa trả thù lắng lại ý nghĩa sống sót của nàng ở đâu. Chờ giết thiên vân chuyển thế thân, lại xử lý tốt việc trong cung, bổn cung liền đi hắc ám chi môn, cùng những cường giả dị vực kia chiến đấu, cho đến khi trôi hết một giọt máu cuối cùng. Nàng lầm bẩm nói, bình định hắc ám chi chiều, đây là nguyện vọng lớn nhất của duyên sinh, tuy ta không thể thay hắn thực hiện, nhưng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Long Nguyệt Tích, tuy ngươi một đời cùng bổn cung là địch, nhưng người chết tội tiêu, nể tình ngươi cũng là tiên vương tầng 9, bổn cung đưa ma cho ngươi nàng lớn tiếng nói, vung tay lên, oanh, quần sơn cứng rắn không thể phá vỡ của côn bằng lại bị xé ra, thật giống như chỉ là một bức tranh. Nàng lại vung một trường, di thể của Long Nguyệt Tích liền bị nàng đưa vào trong dãy núi, hai tay hợp lại, quần sơn nhất thời khôi phục nguyên trạng, thật giống như một chút xíu biến hóa cũng chưa từng xảy ra. Đây chính là thực lực của tiên vương tầng 9, người khác đánh nửa ngày chỉ có thể đánh rơi mấy tảng đá, nhưng nàng có thể dễ dàng phá hoại. Được rồi, nàng lại ra một tiếng, tràn ngập khí phách, Bái kiến cung chủ, chương 2346, yêu hơn, linh nhạc tiên vương bay xuống, nửa quỳ ở trước mặt của nàng, có vẻ cực kỳ cung kính, mà sau khi buông xuống, trong ánh mắt càng có ái mộ mãnh liệt. Hắn vẫn yêu thích thương chỉ vi, sẵn lòng ở lại tứ hải cung làm một lão nhị ngàn năm, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ là hắn xưa nay không dám biểu lộ, sợ sau khi bị từ chối, thương chỉ vi sẽ đuổi hắn rời tứ hải cung. Tiểu cốt học vẹt mô phỏng theo vẫn rất có nguyên tắc, tuy nhìn thấy linh nhạc tiên vương quỳ xuống nhưng cũng không có quỳ theo mà ở một bên nhìn hóa ra là lão cốt ma thương chỉ vi nhìn tiểu cốt truyền thuyết ngươi ở mấy kỷ nguyên trước đã chết xem ra không giả từ trên tiên cốt sinh ra linh trí đã mất đi trí tuệ mới sinh ra này chỉ như tiểu nhi ba tuổi vẫn là nàng nhãn lực cao minh liếc mắt đã nhìn ra nội tình của tiểu cốt hóa ra là lão cốt ma tiểu cốt rất có hứng thú học vẹt thương chỉ vi không cho rằng ngang ngược ánh mắt nhìn về phía lăng hàn khuôn mặt cười lộ ra vẻ phức tạp. Qua một hồi lâu, nàng mới nói: Ngươi là đệ tử của duyên sinh, chính là đệ tử của bổn cung, dòng dõi của bổn cung. Câu nói này vừa ra, người của tứ hải cung đều ồ lên. đệ tử cũng coi như thôi. đệ tử thân truyền của thương chỉ vi tổng cộng có ba người, nhưng dòng dõi thương chỉ vi một đời chưa gả, tự nhiên không thể có dòng dõi. vậy sau này lang hàn nắm giữ đặc quyền thế nào? thiếu cung chủ của tứ hải cung, tuy người người không phục nhưng không người nào dám nói cái gì, chỉ có phần ước ao. Tứ hải cung từ trước đến giờ là thương chỉ vi nói một không hai, cái này cũng là đặc quyền của tiên vương tầng 9, cao cao tại thượng, thiên tri thần linh. Ngươi là đệ tử của Duyên Sinh, tiểu cốt cũng ở một bên học vẹt, học biểu hiện cử chỉ của thương chỉ vi cực kỳ chuẩn xác, để lăng hàn không khỏi phiền muộn, ngươi lại cũng muốn làm cha ta. Giao chuyển thế thân của thiên vân ra đây, thương chỉ vi nhìn lăng hàn, trong ánh mắt mang theo hiền lành, nàng là chân tâm coi lăng hàn là nhi tử của mình. Giao Thiên Vân, Tiểu Cốt ở một bên học vẹt, lang Hàn giả vờ mờ mịt nói, cái gì Thiên Vân chuyển thế thân, Thiên Vân chuyển thế thân tuyệt không hề rời côn bằng cung, mà nàng lại không ở trong không gian thần khí của bất luận người nào, vậy chỉ có một khả năng, ở trong. Duyên sinh luyện chế, thương chỉ vi từ tốn nói, có điều nàng hết sức tách ra tên của tam giới tháp, xem ra là biết danh tự này ảnh hưởng quá to lớn. Tiểu Cốt vẫn học vẹt như cũ, không xấu hổ chút nào. Trong lòng Lăng Hàn khiếp sợ, thường chỉ vì chỉ là thần thức quét qua, không gian thần khí của tất cả mọi người đều bị nàng đảo qua một lần. Không hổ là tiên vương tầng 9, quá mạnh mẽ, nhưng hắn làm sao cũng không thể giao hổ nữ ra, nói. Vì gì, thiên vân tiền bối đã sớm hóa đạo, bây giờ hổ nữ chỉ là hổ nữ, chỉ là nắm giữ lạc ấn võ đạo của thiên vân tiền bối, nhưng nhân cách hoàn toàn là độc lập, chỉ là một tiểu bối của ngài mà thôi, hà tất chấp nhặt với nàng. Giả ngây giả dại với một vị tiên vương tầng chín hiển nhiên là một chuyện rất ngu xuẩn. Có điều da mặt của Lăng Hàn cũng rất dày, trực tiếp vi di mà gọi, để người của Tứ Hải cung đều kêu to vô liêm sỉ, tốc độ thuận thế bỏ cũng quá nhanh a. À. Nhưng một tiếng vi di này lại gọi đến thương chỉ vi mở cờ trong bụng, nếu nàng thả xuống được tình yêu với duyên sinh, vậy tuyệt đối không thể qua nhiều năm như vậy vẫn nhằm vào côn bằng cung, cái gọi là yêu sâu bao nhiêu, hận liền sâu bao nhiêu. Làm cho nàng thất lạc nhất, chính là trước sau không được thừa nhận, nhưng Lăng Hàn gọi một tiếng vi di này, chẳng khác gì là thay duyên sinh thiên tôn chính danh cho nàng với thương chỉ vi mà nói còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao nàng không khỏi lộ ra nụ cười nói người đứa nhỏ này thực sự là dẻo mồm người đứa nhỏ này tiểu cốt chăm chỉ không ngừng học nhiệt tình có điều chỉ cần có quan hệ tới thiên vân vậy bất luận cái gì cũng phải chém đi không thể để cho thế gian lưu lại đồ vật mảy may của nàng thương chỉ vi kiên quyết nói đối với thiên vân hận há lại là một câu vi di có thể hóa giải vi di oan gia nên cởi không nên buộc hay là thôi đi nhưng lang hàn ở một bên khuyên nhủ thương chỉ vi mắt sáng như đuốc ngươi chỉ là si mê sắc đẹp của tiểu nha đầu kia lại không phải chân ái di có một đệ tử dáng dấp đẹp như thiên tiên tuyệt không thua kém tiểu nha đầu kia tính cách ôn nhu thiên phú võ đạo tuyệt hảo di sẽ làm chủ gả cho ngươi mới là hiền thê xứng đáng với ngươi nghe nói như thế người của tứ hải cung đều há hốc mồm thương chỉ vi tổng cộng có ba đệ tử nhưng nữ đệ tử chỉ có một chính là an nhiên thánh nữ xác thực An nhiên thánh nữ thiên phú võ đạo chắc tuyệt, có tư thế của thương chỉ vi thứ hai, hơn nữa dáng rất đẹp như thiên tiên, chính là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng muốn nói nàng tính cách ôn nhu. Tất cả mọi người tập thể lắc đầu, một trăm cái cũng không tin, an nhiên thánh nữ cùng bốn chữ này tuyệt đối là vô duyên. Cô gái này cực kỳ kiêu ngạo, như khổng tước dương cánh, đừng nói người cùng thế hệ, ngay cả tiên phủ cảnh, thăng nguyên cảnh cũng không có được nàng để ở trong mắt. Nếu như nàng biết thương chỉ vi muốn gả mình cho lăng hàn, phỏng chừng sẽ lật trời hơn nữa thương chỉ vi đối với lăng hàn là cương triều đến cỡ nào an nhiên thánh nữ luôn được thương chỉ vi coi là bản thân thứ hai nhưng bây giờ dễ dàng liền gả cho người ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng bất công cỡ nào có thể thấy được chút ít thực sự là ước ao ha à, người của tứ hải cung đều nhìn lăng hàn ngay cả rất nhiều tiên vương cũng không ngoại lệ lăng hàn cười lắc đầu vì gì ta đã có ái thê như ngọc đã hài lòng không muốn dây dưa với người khác không được thương chỉ vi kiên quyết lắc đầu chính nàng không có thu được ái tình, để nàng nuôi thành tính cách cực đoan, huống hồ lăng hàn là truyền nhân của duyên sinh thiên tôn, an nhiên là đệ tử của nàng, dưới cái nhìn của nàng, đây là duyên phận đời trước kéo dài, có thể bù đắp tiếc núi của nàng. Một cái mọi cách chống cự, một cái khác là cưỡng thế nhét, ra giá đến đòi giá đi. Tất cả mọi người không nói gì, cái này còn là một vị tiên vương tầng 9 sao, sao tựa như bà mối vậy. Hơn nữa, nếu an nhiên thánh nữ biết chuyện này, nhất định sẽ nổi giận chương 2347, Tứ Hải Thành. Ta vẫn không có ghét bảo ngươi, ngươi lại dám không muốn ta. Ngươi đứa nhỏ này, thực sự là cố chấp, thương chỉ vi lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cương chiều, nàng thật xem Lăng Hàn là con trai của mình, dùng phương thức như thế đến giả tưởng mình cùng duyên sinh thiên tôn kết thành nhân duyên. Nàng cũng lười nhiều lời với Lăng Hàn, một tay nắm chặt, Lăng Hàn căn bản không có bất luận chống cự nào liền bị nàng lấy đại thần thông tóm lấy, hóa thành một hạt giới tử. Về cung, nàng khẽ quát một tiếng, nhất thời, mọi người như thủy triều lui lại, thương chỉ vi trực tiếp xé ra không gian, lấy phương thức xuyên toa chạy về phía tứ hải cung. Nàng cũng không phải lấy quy tắc không gian đắc đạo, nhưng ở tầng 9 dừng lại mấy kỷ nguyên, có lượng lớn thời gian đi kiêm tu thiên đạo quy tắc khác, bởi vậy không gian di động tự nhiên là tiện tay liền có thể triển khai. Hầu như mỗi một vị tiên vương tầng 9 đều là toàn năng, vì lẽ đó, muốn nghiền ép cung cấp, trở thành bá chủ trong tầng 9, cái này cực kỳ khó khăn. Linh Nhạc Tiên Vương cũng xé ra không gian, đi theo thương chỉ vi. Hắn cũng không có đạt đến tầng 9, nhưng cho dù lấy thiên phú của hắn, đột phá một tầng cũng cần vô số năm tháng, sẽ bị bình phong cảnh giới ép đến mấy trăm triệu năm không có tiến thêm, bởi vậy hắn tự nhiên cũng có nhàn hạ đi kiêm tu quy tắc khác, mà không gian thời gian tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là cho dù Tiên Vương muốn tìm hiểu hai quy tắc này, cũng cần dùng đến tiên dược đối ứng, hoặc là thiên địa bản nguyên đối ứng bằng không chỉ dựa vào mình cân nhắc tiến bộ có thể nói là cực nhỏ bởi vậy hắn rất nhanh thì bị thương chỉ vi bỏ đến cái bóng cũng không thấy hắn khẽ nhíu mày có tâm sự nguyên bản hắn dự định sau khi hủy diệt côn bằng cung liền biểu lộ với thương chỉ vi bởi vì thương chỉ vi đã cắt đứt ràng buộc cuối cùng với tình cũ nhưng hiện tại lại ra một cái lăng hàn để thương chỉ vi tình mẹ lan tràn cái này hoàn toàn quấy dày kế hoạch của hắn hắn yêu thích thương chỉ vi tự nhiên không cho phép trong lòng thương chỉ vi còn có một nam nhân khác cho dù nam nhân này chỉ là bị nàng xem như con cháu bởi vậy hắn xem lăng hàn là cái đinh trong mắt còn có một nguyên nhân đệ tử của hắn lâm tuyên đối với nhà đầu an nhiên kia cũng mê luyến không thôi hiện tại thương chỉ vi lại muốn gả an nhiên cho lăng hàn vậy nguyện vọng của lâm tuyên đương nhiên sẽ thất bại hắn đối với lâm tuyên cũng rất yêu thích coi như nhi tử hiện tại con dâu bị cướp hắn đương nhiên không vui hai nguyên nhân cộng lại để linh nhạc tiên vương sát ý đại thịnh đương nhiên hắn là tuyệt đối không thể ra tay với Lăng Hàn. Nếu như hắn ra tay, lấy nhãn lực của thương chỉ vi tất có thể nhìn ra, đến thời điểm đó cho dù thương chỉ vi ghi nhớ quốc tình không giết hắn, khẳng định cũng vô tình trục xuất hắn, lui thêm bước nữa, giữa bọn họ cũng vĩnh viễn không thể có kết quả. Có điều, giết một phân hồn cảnh, cần hắn tự mình ra tay sao? Có vô số cường giả có thể tiêu diệt tiểu tử này. Tỷ như đồ đệ của hắn Lâm Tuyên, đã là tiên phủ nhất bí, càng là đế giả, muốn chấn áp Lăng Hàn còn không phải sự tình đơn giản. Tình huống luận bàn thu tay không kịp, lỡ giết chết người quá nhiều, thương chỉ vi cũng không thể làm gì đúng hay không. Lại nói, nhà đầu an nhiên kia kiêu căng tự mãn, biết được thương chỉ vi gả mình cho Lăng Hàn, phỏng chừng cũng dơ chân, nhảy ra đối phó Lăng Hàn. Nhà đầu an nhiên kia cũng là nhất bí, thậm chí sức chiến đấu còn cao hơn Lâm Tuyên một bậc. Cơ hội giết người, rất nhiều, tứ hải cung và côn bằng cung cách nhau rất xa, bởi vậy cho dù là một vị tiên vương tầng 9 cũng cần dùng tới 7 ngày mới chạy tới, soạt, thân ảnh của thương chỉ vi lóe lên, xuất hiện ở trước một tòa thành lớn nguy nga. Tứ Hải Cung không phải là một tòa cung điện đơn giản như vậy, mà là một tòa thành lớn trên biển, nó bồng bềnh ở trong biển rộng, lớn như tinh thần. Một tòa thành thị làm sao có thể nổi trong biển, không phải thành lớn ra chỉ trận pháp gì, có năng lực trôi nổi, mà là phía dưới có một con cự quy nâng, không ngừng bơi lội ở trong biển rộng, cũng không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên, cử quy vẫn nổi trên mặt biển như thế, hơn nữa cũng sẽ vĩnh viễn trôi nổi như thế. Tứ hải cung thống trị tòa thành lớn này, còn nơi chân chính là ở trung ương của thành thị, có cung điện liên miên, đều màu xanh nước biển, dưới ánh mặt trời, như sóng nước lấp loáng. Bái kiến cung chủ, thường chỉ vi đi qua, người trên đường đều cung kính hành lễ. Tuy tấn công côn bằng cung hầu như phát động huyết thảy cường giả trong giáo, nhưng vẫn lưu lại rất nhiều người thủ hộ, miễn cho bọn họ ra ngoài tấn công côn bằng cung, quê nhà lại bị người khác tận diệt đi tới chủ điện thương chỉ vi đưa tay vung một cái thân hình của lăng hàn lập tức phóng to khôi phục nguyên trạng thiên vân chuyển thế thân nàng lần thứ hai nói chỉ là ngữ khí không quá nghiêm khắc lăng hàn chỉ có chơi xấu lắc đầu một cái nói hổ nữ chính là hổ nữ cùng thiên vân tiền bối không có quan hệ gì hiện tại hắn có hai tầng dựa vào một là thương chỉ vi bảo vệ hắn hai là hắc tháp phát huy mang theo hắn cao bay xa chạy tiểu tháp cực kỳ tự tin ngay cả thiên tôn cũng không thể chặn nó Đương nhiên, có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt nhất." Thương Chỉ Vi nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trên mặt cười mang theo uy thế vô thượng, tựa hồ muốn Lăng Hàn khuất phục. Đáng tiếc chính là, Lăng Hàn không sợ nhất chính là cái này. Một lát sau, Thương Chỉ Vi đột nhiên lộ ra nụ cười. An Nhiên cũng sắp xuất quan, các người trước tiên nhận thức một hồi. Nàng muốn bắt Lăng Hàn tự nhiên là một việc nhỏ, nhưng muốn mở ra Tam Giới Tháp là một chuyện khác, hơn nữa nàng cũng xác thực xem Lăng Hàn là hậu bối của mình không mong muốn ép buộc lăng hàn làm sự tình hắn không muốn bởi vậy nàng nghĩ tới một ý kiến hay để lăng hàn yêu an nhiên vậy dĩ nhiên là sẽ quên thiên vân chuyển thế thân ngoan ngoãn giao người ra tuy lăng hàn không muốn nhận thức an nhiên gì kia nhưng nếu thương chỉ vi không đề cập tới hổ nữ hắn tự nhiên sẽ không đi nhắc lên ngược lại cảm tình là lẫn nhau nếu hắn không lạnh không nhạt an nhiên sao sẽ coi trọng hắn tạm thời như thế a à, hắn gật gù nghe vi di sắp xếp thương chỉ vi hết sức hài lòng Cảm tình đời trước không có nở hoa kết quả, ở trên người hậu bối nhất định phải thực hiện. Chương 2348, An Nhiên Thánh nữ. Đi thôi, ở trong cung, trong thành có thể tùy ý đi lại. Trong cung trong thành có thể chạy tới chạy lui, nhưng ý nghĩ khác là không được rời thành, bởi vì Thiên Vân chuyển thế thân còn ở trên người hắn, không giao ra, Thương Chỉ Vi làm sao cũng sẽ không tha hắn rời đi. Lăng Hàn xin phép thối lui, ra chủ điện, chỉ thấy một ông lão mặc áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện thì lễ với hắn một cái. Lăng thiếu, lão nô trước tiên mang ngài làm quen một chút, cũng sắp xếp nơi ở cho ngài. Ông lão mặc áo đen này mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua đại khái 60, 70 tuổi, đầu đầy tóc bạc, thân thể hơi khom, có vẻ tuổi già sức yếu. Có điều, Lăng Hàn không dám có chút xem thường lão già này, bởi vì thực lực của ông lão sâu không lường được, tuyệt đối vượt qua phân hồn cảnh, có thể là tiên phủ, có thể là thăng nguyên. Tiên vương hẳn không thể, không có tiên vương nào sẽ hạ mình đến mức độ như thế hơn nữa trên người hắn cũng không có ánh sáng đại đạo quấn quanh đây là tiêu chí của tiên vương lăng hàn nhoẻn miệng cười lão bá xưng hô như thế nào không dám lão nô họ trần là một cái lo chuyện vặt trong cung lăng thiếu có thể xưng lão nô là trần quản sự ông lão mặc áo đen nói biểu hiện trong lúc đó có vẻ cực kỳ khiêm tốn trần quản sự lăng hàn vái chào phiền phức không phiền phức không phiền phức trần quản sự cười ha ha mời theo lão nô ông lão đi ở phía trước lăng hàn theo ở phía sau một đường đi trần quản sự sẽ giới thiệu cho lăng hàn ở đâu là động phủ của vị đại nhân nào đám người linh nhạc tiên vương tự nhiên đều có một tòa cung điện độc lập bên trong còn có cản khôn cực kỳ to lớn hả Hà, lăng hàn đột nhiên ngừng chân hắn cảm giác được có một luồng tâm ý uy nghiêm đáng sợ bao phủ ở trên người hắn thật giống như một tuyệt thế tiên kiếm muốn đâm thủng hắn lão nô gặp qua an nhiên thánh nữ Trần quản sự quay về một nơi khom lưng hành lễ, nhưng ánh mắt ở trên người của Lăng Hàn xoay chuyển một hồi, lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đang khiếp sợ Lăng Hàn lại cũng có thể phát hiện dị dạng. Đúng dịp sao, nếu như không phải đúng dịp, vậy thần thức của người này cũng quá nhạy cảm đi. Bóng đỏ lóe lên, chỉ thấy một cô gái tung người mà ra, thân bận một bộ trang phục màu đỏ thấm, phát hỏa vóc người ngạo nhân nóng bỏng của nàng. Dung nhan của nàng cũng đẹp đến kinh người, tuy không bằng nữ hoàng cùng hổ nữ, nhưng đủ để sánh ngang nhu yêu nữ, nhưng phong cách là tuyệt nhiên không giống. Nhu yêu nữ là quyến rũ tận xương, nữ tử này là nóng bỏng, là một đóa hoa hồng có gai. Đây chính là thân đồ của Thương Chỉ Vi, tên An Nhiên, cũng được gọi là An Nhiên Thánh nữ. An Nhiên khẽ gật đầu với Trần quản sự, tuy người này không phải Tiên vương, nhưng là lão bộc trong Tứ Hải cung, rất được Thương Chỉ Vi tín nhiệm, bởi vậy nàng cũng cho đối phương mấy phần mặt mũi, nếu không thì không phải Tiên vương làm sao có thể để nàng nhìn nhiều. Nàng nhìn về phía Lăng Hàn, lạnh nhạt nói: cút ngay ra tứ hải thành, không nên có bất luận mơ hão gì. Rất bá đạo, căn bản mặc kệ Lăng Hàn là nghĩ như thế nào, chỉ một chữ cút. Lăng Hàn cười ha ha nói, được, phiền phức ngươi đưa ta một đoạn đường. Hắn xác thực muốn rời khỏi, nhưng không giao hổ nữ ra, thương chỉ vi là tuyệt đối không thể cho hắn đi. Bởi vậy, nếu như an nhiên có thể đưa hắn ra tứ hải thành, Lăng Hàn tự nhiên sẽ rất tình nguyện rời đi. Ánh mắt của an nhiên hung ác, tiễn người một đoạn đường, đây là ý gì, theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Nàng hư một tiếng, cho ngươi một ngày, nếu lúc này ngày mai ngươi còn ở lại trong thành, vậy đừng trách ta vô tình. Nói xong, nàng xoay người, trực tiếp rời đi, lăng hàn sờ mũi, nữ nhân này cũng thật bá đạo. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lăng thiếu, có phải là để cung chủ ra mặt không? Trần quản sự tiến tới, nhỏ giọng hỏi, người này tuyệt đối là tâm phúc của thương chỉ vi, người bình thường có tư cách đi ít kiến thương chỉ vi sao? Mà nghe khẩu khí của hắn, là muốn gặp liền có thể gặp, thánh quyến như vậy thực sự là rất lớn. Lăng Hàn lắc đầu một cái, không cần, nên tới sẽ tới a, à. Lăng thiếu, không nên khinh thường, An Nhiên thánh nữ là nhất bí đế giả, tuy ngài cũng thiên tài tuyệt diễm, nhưng dù sao mới chỉ là phân hồn cảnh. Trần quản sự lại nói, cái này không phải còn có Trần quản sự giúp đỡ sao? Lăng Hàn cười nói, hắn không biết Trần quản sự đến cùng là tu vi gì, nhưng có một loại trực giác thực lực của đối phương nhất định mạnh hơn An Nhiên, hơn nữa còn mạnh hơn một đoạn dài. Trần quản sự không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ trả lời như vậy, không khỏi sững sờ, sau đó mới lộ ra nụ cười. Tên tiểu tử này có ý tứ, không giống đế giả khác kiêu ngạo coi trời bằng vung. Nếu như đổi thành Lâm Tuyên, khẳng định mạnh miệng nói cần nhờ sức một người đến hóa giải, nếu như quả thực lựa chọn như vậy, vậy chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, Trần quản sự chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến nhưng chỉ ở lúc lăng hàn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới xuất thủ bất quá hiện tại lăng hàn nói như thế hắn tự nhiên không thể ra tay chậm rõ ràng là siêu cấp đế giả nhưng không có tật xấu chết sĩ diện cái này rất đáng sợ nếu lăng thiếu nói như vậy lão nô đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn trần quản sự mỉm cười nói hắn làm một tư thế tiếp tục đi về phía trước lăng thiếu mời trần quản sự mời ở dưới dẫn dắt của trần quản sự lăng hàn quay một vòng tứ hải cung còn tứ hải thành liền không cần, bởi vì quá to lớn, muốn đi một vòng, không có mấy ngày là chuyện không thể nào. Sau khi chuyển một vòng, Trần Quản sự liền sắp xếp Lăng Hàn ở lại. Chuyện của ngày mai, ngày mai nói đi, Lăng Hàn cũng lười suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên đã tiến vào hắc tháp, cho dù chỉ có một ngày hắn cũng không muốn lãng phí. Hiện tại hắn đã mở ra giới hạn trên cảnh giới, cấp thiết muốn xung kích thiên hồn, mà đạt đến thiên hồn, hắn liền không cần đi bí cảnh gì, có thể nhanh chóng ngưng luyện ra năm đạo phân hồn, xung kích cực hạn chân chính của phân hồn cảnh. Đương nhiên, hiện tại hắn còn kém một đạo thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp, ngưng chín phân hồn sẽ lợi hại đến mức nào? Lăng Hàn hỏi, đối với điểm ấy hắn rất tò mò. chương 2349, đánh cược, chín phân hồn A, khái niệm này nghĩa là gì? Ngũ chảm liền có thể ngang hàng dương hồn, vậy chín phân hồn không phải có thể chém xuống ngũ bí chứ? Người nghĩ quá nhiều, tiểu tháp xíu cận một tiếng, nó luôn ở ngoài miệng không tha người. Phân hồn cùng tiên phủ tranh lệch quá to lớn, dù ngươi ngưng ra tám phân hồn cũng không thể ngang hàng tiên phủ. Lăng Hàn nghe ra ý nghĩ ẩn giấu trong lời nói của nó. Nói cách khác, chín phân hồn liền có thể ngang hàng. Cuối cùng cũng coi như không có ngốc về đến nhà. Tiểu tháp nói, chín phân hồn có thể ngang hàng tiên phủ, nhưng chỉ là nhất bí mà thôi. Tiên phủ cảnh không chỉ cùng phân hồn tranh lệch lớn như trời, mỗi một cảnh giới nhỏ trong lúc đó cũng như thế. Chỉ kém một đạo thiên địa bản nguyên, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, hiện tại hắn cách thiên hồn cũng không xa, nhu cầu đối với chín đạo thiên địa bản nguyên cũng lập tức trở nên bức thiết. Tiểu tháp không nói gì nữa, lang hàn ở trong hắc tháp chăm chỉ tu luyện, mà hổ nữ cùng nữ hoàng còn thử thu lấy thiên địa bản nguyên, nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ có chút không có việc gì, luôn tu luyện tự nhiên là hết sức tẻ nhạt. Ngoại giới một ngày, trong hắc tháp chính là một ngàn ngày, lang hàn ra hắc tháp, chỉ cảm thấy tu vi lại có một tia tiến bộ. Lăng Hàn, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hừ lạnh của An Nhiên đến rồi lang hàn đi ra ngoài chỉ thấy an nhiên không xin phép mà vào đứng trong sân mà bên cạnh nàng lại còn có một thanh niên trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn nhưng trong lúc vô tình lại hiện ra trạng thái kiêu ngạo cho thấy hắn khiêm tốn kỳ thực là ngụy trang ngươi còn không cút an nhiên lạnh lùng nói có vẻ bất mãn đến cực điểm chờ ngươi đưa a à, lang hàn cười nói miệng lưới trơn chu, an nhiên chừng đôi mắt đẹp áp lực kinh khủng như sóng thần an nhiên ta đến đi nam tử trẻ tuổi kia đưa tay cản lại, mắt chỉ nhìn Lăng Hàn, cho thấy miệt thị cùng chán ghét mãnh liệt. Người trẻ tuổi này, tên là Lâm Tuyên, hắn là đệ tử của linh nhạc tiên vương, thiên phú Trác Việt, bây giờ chính là tiên phủ nhất bí, sức chiến đấu đạt đến tiên phủ tam bí, chính là đế giả. Điều này cũng làm cho niềm tin của hắn tràn đầy, dám theo đuổi thiên tri kiều nữ an nhiên này. Hắn biết được thương chỉ vì có ý gả an nhiên cho Lăng Hàn, tự nhiên vừa tức vừa vội. Dựa vào cái gì, hắn theo đuổi an nhiên nhiều năm như vậy tứ hải cung từ trên xuống dưới người nào không biết nếu như bị lăng hàn hoành đao đoạt ái sau này hắn còn mặt mũi gặp người sao hơn nữa an nhiên có khả năng cực cao kế thừa vị trí cung chủ cũng là một trong những lý do để hắn tuyệt không thể từ bỏ một tiểu tử không biết từ nơi nào nhô ra lại dám cướp nữ nhân của hắn muốn chết đương nhiên hắn cũng chỉ dám nghĩ mà thôi đây chính là người thương chỉ vi cực kỳ xem trọng nếu không thì há có thể gả an nhiên cho bởi vậy hắn căn bản không dám hạ sát thủ với Lăng Hàn, nhưng theo tâm tư của An Nhiên đuổi Lăng Hàn ra tứ hải thành, cái này tự nhiên là song mỹ. Vừa lấy lòng An Nhiên, cũng không làm tức giận thương chỉ vi, đánh đuổi Lăng Hàn là chủ ý của An Nhiên. An Nhiên xem thường Lăng Hàn, nghe Lâm Tuyên nói như thế, liền gật gù, chỉ là địa hồn mà thôi, nàng và Lâm Tuyên ai ra tay, cũng là ba chiêu hai thức liền có thể giải quyết. Người nguyên bản có thể toàn thân trở ra, Lâm Tuyên nói, hắn nhanh chân đi về phía trước, nhưng người muốn tự dước lấy nhục, vậy cũng trách không được ai hắn căn bản không đợi lăng hàn trả lời lấy tay liền chộp tới lăng hàn lâm thiếu kính xin hạ thủ lưu tình một bóng người màu đen lướt qua che ở trước mặt lăng hàn mặc cho một trưởng của lâm tuyên oanh đến thời điểm đánh ở trên người hắn cả bàn tay của lâm tuyên đều lõm vào đó là trần quản sự tuy toàn bộ tay của lâm tuyên đều rơi vào lồng ngực của hắn nhưng hắn lại tựa hồ không có ý thức đến ngữ khí cũng không có biến hóa chút nào lăng hàn thấy rõ ngực của Trần Quản sự đã hóa thành một mảnh bùn cát, một trường này của Lâm Tuyên đánh tới căn bản không có động thực thể, tự nhiên không thể tạo thành bất luận thương tổn gì. Ông lão này tuyệt đối là thăng nguyên cảnh, tiên vương tầng 9 khả năng không cách nào trực tiếp đưa người vào tiên vương vị, nhưng thăng nguyên cảnh hẳn không thành vấn đề, lấy thương chỉ vi tín nhiệm Trần Quản sự, cho dù đối phương chỉ có thể là nhất chảm nhị chảm cũng sẽ mạnh mẽ tăng lên tới thăng nguyên cảnh. Lâm Tuyên hơi nhướng mày nói, Trần Lão, vì sao muốn ngăn trở ta? sau lưng của hắn có một vị tiên vương tầng 7, nguyên bản không nên khách khí với một tên thăng nguyên cảnh như thế, hoàn toàn có thể gọi thẳng tên của đối phương. Nhưng sau lưng Trần Quản sự là thương chỉ vi, hơn nữa rất được tín nhiệm, vậy thì để Lâm Tuyên chỉ có thể khách khí. Đừng nói hắn, ngay cả linh nhạc tiên vương đến, chỉ ít cũng sẽ không ra lệnh với Trần Quản sự. Trần Quản sự cười ha ha, lăng thiếu là quý khách của tứ hải cung ta, lão nô có chức trách bảo vệ quý khách, kính xin Lâm thiếu thứ tội lâm tuyên nhất thời không nói gì đối phương chuyển ra đạo lý lớn đến ép hắn hắn làm sao phản bác hiện tại đây là việc tư của ta và hắn nhưng an nhiên không bỏ qua trần lão còn xin đừng nên nhúng tay tiểu thư cũng xin không nên làm khó lão nô trần quản sự lộ ra vẻ khó khăn an nhiên đương nhiên không thể lướt qua trần quản sự ra tay với lăng hàn bởi vậy nàng chỉ nhìn lăng hàn nói nam nhân làm việc dám làm dám chịu người để người thay thế ra mặt không cảm thấy mất mặt sao lăng hàn gãi gãi đầu vẻ mặt hàm hậu ngươi là tiên phủ ta chỉ là phân hồn ta làm sao đánh với ngươi chỉ cần ngươi có thể thiết ta một chiêu ta liền tạm thời để ngươi lưu lại nơi này an nhiên ngạo nhiên nói cái này đương nhiên không phải nhường cho lăng hàn mà là nàng có ý ở trên đòn đánh này cho lăng hàn trọng thương thậm chí đánh giết lăng hàn sau đó cho dù thương chỉ vi kỳ trách nàng cũng nhận ngược lại lấy trình độ được sủng ái của nàng cùng lắm là bị mắng máu chó đầy đầu nhưng muốn nàng nhận mệnh gả cho Lăng Hàn, kia là chuyện không thể nào. Một chiêu, Lăng Hàn cố ý lắc đầu, phân hồn cùng tiên phủ tranh lệch quá to lớn, đừng nói ngươi là nhất bí đế giả, ngay cả nhất bí phổ thông, ta cũng bị ngươi một chiêu đánh giết. chương 2350, bị hãm hại thượng. Tiểu tử này ngược lại cũng không ngu ngốc, Lâm Tuyên ở một bên thầm nghĩ, đáng tiếc chính là, vẫn là quá tham lam, nếu không hắn nên biết an nhiên tuyệt không phải là hắn có thể trèo cao nổi. Thực lực của tiên phủ cùng phân hồn tranh lệch như trời và đất, mà ở trên địa vị cũng như thế. Có thể cả đời Lăng Hàn cũng chỉ có thể dừng lại ở phân hồn cảnh. Nhưng An Nhiên chỉ ít là tiên vương tầng 5, thậm chí có thể tiếp nhận y bát của thương chỉ vi, trở thành tiên vương tầng 9 mạnh nhất tiên vực. Hắn không biết trên tiên vương tầng 9 còn có thiên tôn, chỉ có số ít người mới biết bí ẩn như vậy. Coi như ngươi không địch lại, ta cũng sẽ không giết ngươi. An Nhiên cố ý nói, mục đích là vì kích Lăng Hàn đáp ứng. Ngươi vẫn tính là nam nhân sao?" Lăng Hàn cố ý lộ ra vẻ tức giận, "Ai nói ta không phải nam nhân, vậy thì tới đón ta một chiêu." Được, Lăng Hàn thật giống như chịu không nổi kích thích, một lời đáp ứng. Lâm Tuyên nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, "Thật ngu xuẩn, hai ba câu liền bị kích đến rối loạn thần trí, người như thế căn bản không đáng hắn coi trọng, tùy tiện tính toán một chút liền có thể giết chết." Trần quản sự kinh ngạc, từ hôm qua Lăng Hàn biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng là một người rất bình tĩnh làm sao có khả năng dễ dàng bị làm tức giận như vậy có chút không đúng có điều lang hàn kéo dài âm thanh ta lại không ngốc không có chuyện gì đi cho ngươi đánh một hồi trừ khi ngươi có thể đáp ứng nếu ta có thể đỡ lấy một chiêu của ngươi ngươi liền cho ta vài cây tiên dược vài cây tiên dược tiểu tử ngươi cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm coi mình là ai ăn một kích liền giá trị vài cây tiên dược được nhưng an nhiên không chút do dự liền đồng ý sẽ thống khoái như vậy tự nhiên là bởi vì nàng đã động sát nghiệp, muốn đánh giết lang Hàn, vậy bất luận đối phương đưa ra yêu cầu hà khắc cỡ nào thì đã làm sao? Lăng Hàn cũng không có bỏ phí chỗ tốt như vậy, duỗi tay một cái. Vậy thì đánh cuộc, ngươi lấy ra tiền đặt cược đi, ta sợ ngươi quyệt nợ. Ta sẽ lừa ngươi, an nhiên tức giận, nàng là thánh nữ của Tứ Hải Cung, cũng là đệ tử được thương chủ vi yêu thích nhất, nhất ngôn cửu đỉnh, há có đạo lý nói không giữ lời. Ngược lại, ngươi không lấy ra tiên dược, ta liền không chơi thái độ của lăng hàn kiên quyết được an nhiên cuối cùng gật gù tay phải dương ra lòng bàn tay đã có thêm ba cây tiên dược 7 triệu năm hơn 30 triệu năm 250 triệu năm ánh mắt lăng hàn đảo qua không khỏi lắc đầu liên tục ta nói ngươi là lừa gạt ăn mày sao loại tiên dược dược linh này ngay cả nhập môn cũng không thể tính an nhiên không khỏi kinh ngạc không nghĩ tới con mắt của lăng hàn độc như vậy chỉ nhìn lướt qua mà thôi dược linh của ba loại tiên dược đều bị hắn nhìn thấu nàng nhìn lăng hàn một chút trong lòng bay lên một luồng cảnh giác sẽ không phải tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ chứ nhưng vừa nghĩ nàng liền lắc đầu bất luận làm sao phân hồn tuyệt đối không thể là đối thủ của tiên phủ cho dù là tiếp một chiêu huống chi nàng vẫn là nhất bí đế giả sức chiến đấu bay thẳng tam bí coi như lăng hàn lại nghịch thiên cũng vô dụng tuyệt đối là bị một chiêu đánh giết nàng lại vung tay lên trong tay xuất hiện ba cây tiên dược mới lúc này lăng hàn mới nhoẻn miệng cười hiện tại rốt cục có thành ý được ta liền tiếp ngươi một đòn hắn trước tiên từ trong tay an nhiên lấy qua tiên dược đối phương không cho hắn cũng không bắt đầu đánh cược để an nhiên chỉ có thể nhượng bộ có điều an nhiên cũng không để ý ngược lại chỉ cần lăng hàn chết nàng liền có thể thu hồi được chưa an nhiên không kiên nhẫn nói nàng chưa từng có nhân nhượng qua một người như vậy cho dù không có bởi vì chuyện hứa hôn nàng cũng có kích động đánh giết lăng hàn có thể ra tay đi lăng hàn cười ha ha nói Lăng thiếu, Trần Quản sự mở miệng, hắn cực kỳ hiểu rõ an nhiên, tuyệt đối không phải là đánh cực đùa giỡn với Lăng Hàn, mà sẽ không chút do dự lấy mệnh của Lăng Hàn, nếu không thì kia không phải an nhiên. Vì lẽ đó, hắn muốn khuyên can, lúc cần thiết không tiếc lấy võ lực mạnh mẽ dẫn người đi. Lăng Hàn là người thương chỉ vì cố ý dặn hắn phải chăm sóc cẩn thận, tuyệt không thể sai sót. Không có chuyện gì, Lăng Hàn nhìn Trần Quản sự nháy mắt một cái, trong lòng Trần Quản sự kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn, Lăng Hàn Tuyệt không phải loại tham lam đến cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm, huống chi cái này đã không phải mạo hiểm, mà là chịu chết. Tại sao Lăng Hàn còn đáp ứng chiến một trận, lẽ nào hắn có thủ đoạn đặc thù gì có thể đối kháng tiên phủ cảnh? Do dự như thế, hắn liền lui về phía sau một bước, không có đi ngăn cản. An nhiên ra tay, oanh, tay ngọc mở ra, năm ngón tay như núi, bao phủ về phía Lăng Hàn. Vù, thân hình của Lăng Hàn run lên, toàn bộ không gian vạn trượng đều vặn vẹo thành vô số tấm gương, mà trong mỗi một chiếc gương đều có một bóng người lăng hàn cái này an nhiên không khỏi sững sờ người nào mới là chân thân của lăng hàn một chiêu này thực ra ngoài dự liệu của nàng lăng hàn lại nắm giữ pháp tắc không gian hơn nữa còn thượng thừa như vậy oanh một đòn dâng lên chỉ thấy vô số không gian kính phá nát lăng hàn ở bên trong tự nhiên cũng bị chấn nát tan nhưng vẫn có đại khái một phần ba không gian kính bình yên vô sự chỉ cần có một không linh hóa thân còn chân thân của lăng hàn liền có thể tùy ý xuyên toa bởi vậy đòn đánh này tự nhiên không có tạo thành thương tổn gì cho Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cảm ơn chăm sóc, tạm biệt không tiến. Ngươi, an nhiên đầu tiên là sướng sờ, sau đó giận tím mặt. Nàng tự nhiên biết là bị Lăng Hàn lừa, tiểu tử này cũng thật là giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng nắm giữ quy tắc không gian, nắm giữ năng lực bảo mệnh mạnh mẽ, nhưng cố ý ra sức khước từ, cố ý kích nàng lấy ra tiên dược đến đánh cược. Quá âm hiểm, quá rảo hoạt, cái này còn là một nam nhân sao? Trần quản sự vuốt sâu mỉm cười, hóa ra Lăng Hàn nắm giữ năng lực như vậy. An nhiên trợn mắt nhìn Lăng Hàn, sau một lúc mới nói. Đón thêm ta một chiêu, ồ, không phải nói chỉ cần tiếp một chiêu sao. Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc, an nhiên xác thực bá đạo, nhưng cũng đồng dạng kiêu ngạo, nghe Lăng Hàn nói như thế, không khỏi đỏ mặt lên. chương 2351, bị hãm hại hạ. Lấy thân phận của nàng liền không nên ra tay với phân hồn, hiện tại ra tay một lần không tính, lại còn nghĩ đến lần thứ hai, quá mất mặt. Dám tiếp ta một chiêu nữa sao? Nàng chỉ có thể tiếp tục kích tướng như thế. Lăng Hàn vươn tay ra, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Lấy thêm ba cây tiên dược, phải qua mười ức năm. Dược linh mười ức năm trở lên, chính là tiên dược phân hồn có thể sử dụng, đương nhiên mười tỷ năm, trăm tỷ năm khẳng định càng tốt hơn. An nhiên suy nghĩ một chút, nếu một chiêu này của Lăng Hàn bị nàng gặp qua, vậy khẳng định không thể lại bị lừa. Được, trở lại, nàng lại lấy ra ba cây tiên dược, đều là dược linh mười ức năm trở lên, cũng chỉ có đồ đệ của tiên vương tầng 9 như nàng mới có tiền như vậy. Lăng Hàn vui vẻ tiếp nhận, mặt tươi cười nói, đến đây đi, an nhiên lại ra tay, lần này nàng trực tiếp vận dụng tiên thuật, một luồng khí thức hồng hoang phun trào, nàng thật giống như biến thành một đại thú đến từ thời kỳ viễn cổ, chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, liền có thể chấn động thiên địa đến mức nát tan. Bị Lăng Hàn âm một lần, lần này nàng thu hồi hết thảy xem thường, xem Lăng Hàn là đối thủ chân chính oanh, nàng vung ra một quyền, nhất thời, không gian phá nát, cũng không ngừng khuếch tán bốn phía, trong nháy mắt liền bao phủ khu vực vạn trượng, còn đang không ngừng mở rộng. Nhưng Lăng Hàn không có lại sử dụng lực lượng không gian, mà ngạnh kháng đòn đánh này. Oanh, hắn nhất thời bị oanh vững vàng, thân hình đánh bay đi, như một phát pháo đạn. Nhưng mà, an nhiên, Trần Quản sự, Lâm Tuyên đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì tuy Lăng Hàn bị đánh bay, nhưng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Sao lại có thể như thế? Chịu một đòn đáng sợ như thế, lẽ ra Lăng Hàn nên tan xương nát thịt mới đúng, làm sao có khả năng hầu như không mất một sợi tóc. Khóe miệng của hắn quả thật có chút máu, nhưng tổn thương như vậy hoàn toàn chính là không đến nơi đến chốn, cách tử vong không biết tranh lệch bao xa. Oanh, Lăng Hàn nặng nề đụng vào một trụ đá, thân hình nhất thời dừng lại, sau đó rơi xuống, nhưng thân thể còn chưa xuống đất, hắn cũng đã tự mình dừng lại. Hắn lại đỡ lấy một đòn, hơn nữa cực kỳ dễ dàng. Này là bởi vì hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, trong thời gian ngắn tăng sức phòng ngự của hắn lên tới trình độ khủng bố, ngay cả một đòn toàn lực của nhất bí đế giả cũng có thể ung dung đỡ lấy. Ba người an nhiên tiếp tục há to miệng, vẫn còn ở vào trong khiếp sợ. Lần trước tuy lăng hàn cũng đỡ lấy một chiêu của an nhiên, nhưng kia là tiểu xảo, không có cùng an nhiên đối kháng chính diện. Nhưng lần này hoàn toàn khác nhau, lăng hàn là chính diện đón đỡ, hơn nữa còn là một đòn toàn lực của an nhiên. Châu, châu bò đến trình độ cực cao, một chiêu này để an nhiên hoàn toàn không lời nào để nói, không thể bắt bẻ. Nhưng mà, nàng lại trở nên càng thêm phẫn nộ, người rõ ràng nắm giữ thực lực như vậy, tại sao không ở lần thứ nhất liền dùng đến. Thứ này rõ ràng chính là muốn lừa gạt tiên dược của mình. Nàng đột nhiên phản ứng lại, ra hỏa tựa hồ hơi đần độn này vốn là nhân tinh, cố ý dẫn mình vào bẫy, hãm hại nàng mất 6 cây tiên dược. Mình bị người gài bẫy qua sao? Tuyệt đối không có, một là không người nào dám hai là trí tuệ thiên tài của nàng lại có ai có thể gài bẫy được nàng nhưng mà hiện tại xuất hiện người như vậy không chỉ hãm hại hơn nữa còn hai lần an nhiên phẫn nộ đến phát điên nhưng không thể không khâm phục thực lực của lăng hàn thứ này thực sự là gan to bằng trời hơn nữa xác thực nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên ngay cả nàng cũng phải viết một chữ phục được 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 nàng nói liên tục ba chữ được cho dù lại phẫn nộ đến muốn giết người nàng cũng không tiện ra tay với lăng hàn nữa muốn liên tục ra tay ba lần với một phân hồn cảnh lòng tự ái của nàng không cho phép nàng xoay người rời đi chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể tới đối phó lăng hàn lâm tuyên nhìn chằm chằm lăng hàn sau đó mới rời đi theo hắn đã coi lăng hàn là đại địch nhất định phải từ bỏ tên này biểu hiện quá nghịch thiên nếu lại đột phá đến tiên phủ cảnh há không phải là không có đối thủ lăng thiếu thực sự là thủ đoạn cao cường trần quản sự cười to nói còn quay về lăng hàn giơ ngón tay cái Lăng Hàn khẽ mỉm cười, Trần Quản sự quá khen, vãn bối chỉ là da dày thịt béo mà thôi. Trần Quản sự chỉ cười cười, Lăng Hàn Hữu dũng Hữu mưu, không chỉ là phòng ngự nghịch thiên đơn giản như vậy, hơn nữa ngay cả an nhiên thánh nữ cũng dám gài bẫy, cái này ở trong tứ hải cung tuyệt đối là duy nhất. Sau đó Lăng Hàn ở lại tứ hải cung, mỗi ngày chính là tìm hiểu đại đạo, thuận tiện lại luyện đan. Thường chỉ vi rất kiên trì, nàng sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, tự nhiên không thèm để ý chờ 10 năm 8 năm, hay 800 triệu năm. Sẽ có kiên trì như vậy, tự nhiên là bởi vì nàng xem Lăng Hàn là con cháu, nếu không thì trực tiếp tiêu diệt xong việc. Nhưng Lăng Hàn muốn rời Tứ Hải Thành là sự tình không hiện thực, thường chỉ vi là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn rời đi trước khi giao ra hổ nữ. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là tu luyện võ đạo, tăng lên đan đạo. Chớp mắt một cái, đã 7 năm trôi qua, ngoại giới 7 năm, dưới hắc tháp gia tốc là 7.000 năm, mà thời gian dưới luân hồi thụ ngộ đạo càng dài đến quá mức, lại thêm thương chỉ vi cực kỳ bảo vệ hắn, tài nguyên tu luyện quý giá gì cũng đưa tới chỗ hắn trước, để tu vi của hắn bay thẳng địa hồn đỉnh cao. Nếu như không có thương chỉ vi giúp đỡ, Lăng Hàn phỏng chừng phải hơn ngàn năm mới có thể đạt đến một bước này, cho dù là hắc tháp cũng không phải vạn năng. Điều này cũng có thể thấy được thương chỉ vi thật xem hắn là nhi tử, cũng làm cho Lăng Hàn có chút đau đầu, ngày sau nếu là hổ nữ cùng thương chỉ vi là địch, hắn khẳng định là giúp đỡ hổ nữ, nhưng nếu muốn hắn ra tay đối phó thương chỉ vi, đây cũng quá vong ân phụ nghĩa. Quên đi, sau này hãy nói, trong côn bằng cung có dương hồn hải, địa hồn sơn. Vậy tứ hải cung nổi danh tương đương, sẽ không có bí cảnh như vậy sao? Đương nhiên có, vì lẽ đó, khi lăng hàn đạt đến địa hồn đỉnh cao, liền đi thiên hồn chỉ tiến hành đột phá. Chỉ một tháng sau hắn liền đạt đến viên mãn, thành công bước vào thiên hồn cảnh, về mặt cảnh giới đuổi theo các nàng hổ nữ, nữ hoàng mà có tin tức tốt khác truyền đến, nữ hoàng, hổ nữ gần như đồng thời thu lấy thiên địa bản nguyên. chương 2352, lặng yên đến thiên hồn. Các nàng có thể thành công, một là thiên phú võ đạo của bản thân các nàng cực kỳ cao, có tư cách để thiên địa bản nguyên không lưng, thứ hai là hắc Long Vương lấy bí pháp suy yếu thiên địa bản nguyên chống lại, mới để hai nữ có thể dễ dàng thành công. Như nếu không, ngay cả tiên vương muốn thành công thu lấy thiên địa bản nguyên cũng cần ngàn vạn năm, hai nữ tính cả thời gian gia tốc trong hắc tháp cũng chỉ dùng hơn vạn năm mà thôi lăng hàn hổ nữ nhào vào trong lồng ngực lăng hàn tham lam hấp thụ khí tức trên người hắn nhớ chết nữ quá trình thu lấy thiên địa bản nguyên là không thể phân tâm bằng không không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ còn có thể để thiên địa bản nguyên vứt bỏ cái này xưa nay chỉ có một cơ hội vì lẽ đó hổ nữ cũng nhịn tính tình đối với nàng mà nói là một chuyện không đơn giản lăng hàn cười ha ha ôm hổ nữ ở tại chỗ xoay ba vòng nữ hoàng cũng đánh tới, nàng khinh thường thiên hạ, yêu thích liền thẳng thẳng biểu đạt ra, căn bản sẽ không để bất luận người nào ở trong mắt. Lăng Hàn cũng ôm nữ hoàng, chỉ cảm thấy ôm hai nữ hắn liền nắm giữ toàn bộ thế giới, mà trong lòng cũng trở nên vô cùng kiên định, hắn nhất định phải bảo vệ phần hạnh phúc này. Nữ muốn ra ngoài chơi, hổ nữ làm núng ở trong lồng ngực Lăng Hàn, không nhịn được liền gọi lên, tính cách của nàng ham chơi, lần này liên tục bế quan hơn vạn năm, nàng tự nhiên là nhịn không được. Lăng Hàn hơi thay đổi sắc mặt, lắc đầu nói, nữ, người tạm thời không thể rời đi nơi này, tại sao, hổ nữ kinh ngạc, Lăng Hàn thở dài, hơi do dự một chút, liền nói sự tình côn bằng cung đã bị tứ hải cung hủy diệt ra. Oa, lão yêu bà đáng ghét, nữ muốn giết nàng. Sau khi hổ nữ nghe xong, nhất thời tức giận đến kêu to oa oa. Nàng xác thực không thích Long Nguyệt Tích đối với mình quản đến quản đi, nhưng qua nhiều năm như thế, nàng tự nhiên cũng sản sinh tình cảm sâu sắc với long nguyệt tích như tôn nữ bướng bình thương yêu nãi nãi côn bằng cung diệt hay không nàng không quan tâm nhưng long nguyệt tích chết làm cho nàng trở nên vô cùng phẫn nộ muốn nhảy ra hắc tháp đi liều mạng với thương chỉ vi lăng hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng đối phương đang lo hổ nữ không xuất hiện đi ra ngoài thực sự là đưa thức ăn hắn không ngừng an ủi cùng khuyên bảo nữ hoàng cũng bất kể hiềm khích lúc trước khuyên hổ nữ vài câu lại thêm phía sau nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ tới bốn người cuối cùng cũng coi như tạm thời thuyết phục hổ nữ nếu muốn tu luyện nếu muốn trở thành thiên tôn treo lên đánh lão yêu bà kia hổ nữ đỏ mắt lên nói nhà đầu này từ trước đến giờ không thích tu luyện nhưng hôm nay nói lời như vậy có thể thấy được thương tâm cùng phẫn nộ cỡ nào Lăng hàn gật gù hổ nữ có thể chuyển bi thống thành động lực tu luyện là chuyện tốt chỉ mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tính cách của tiểu nha đầu một người rộng rãi biến thành công cụ chỉ biết báo thù hắn ra hắc tháp bắt đầu ngẩn người Bảy năm trôi qua, tuy thương chỉ vi vẫn không có bước bách hắn, nhưng hắn cũng hoàn toàn không có tìm được biện pháp rời đi, thật giống như chỉ có hắn bước vào tiên vương, nắm giữ tư cách ở trên tốc độ sánh ngang thương chỉ vi, mới có thể thoát vây rời đi. Làm sao bây giờ, hổ nữ không thể rời hắc tháp, vậy thì cả đời không có thể đột phá tiên phủ, như vậy sao được? Oanh oanh oanh, ngay ở thời điểm hắn khổ não, cửa lớn vang lên. 7 năm qua không biết có bao nhiêu người bái phỏng hắn, Hiện tại hắn là người tâm phúc thứ nhất ở trước mặt Thương Chỉ Vi, ai không muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, chỉ là hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, người khác cũng chỉ có thể nhìn. Hiện tại có người đến bái phỏng, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kỳ quái, hắn nguyên bản lại muốn tiến vào hắc tháp, nhưng ngẫm lại buồn bực mất tập trung, chẳng bằng tìm một người trò chuyện, rời đi chú ý. Hắn đi mở cửa, chỉ thấy cửa đứng một thanh niên, nhìn thấy Lăng Hàn liền lập tức ôm quyền thi lễ một cái nói: "Tại hạ Phó Hà" là thị vệ của Lâm Tuyên Đại Nhân, bái kiến Lăng Thiếu. Người của Lâm Tuyên, Lăng Hàn đối với Lâm Tuyên đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì, nhưng cái gọi là không đánh mặt người cười, hắn cũng lười bầy biện sắc mặt với một hạ nhân, liền cười nói. Có chuyện gì, là như vậy, Quảng Hóa Thiên gần đây phát hiện một bí cảnh, hấp dẫn rất nhiều thiên tài, cao thủ đi mạo hiểm, Lâm Tuyên Đại Nhân, An Nhiên Đại Nhân đều quyết định muốn đi tìm tòi. Phó hạt xếp tư thái đến mức thấp nhất, Lâm Tuyên Đại Nhân bảo tại hạ lại đây, hỏi lăng thiếu có hứng thú cùng hay không đi đương nhiên có nhưng thương chỉ vi sẽ thả đi sao hơn nữa lâm tuyên sẽ tốt bụng như vậy sao tám phần mười là muốn ở trong bí cảnh xuống tay với hắn lang hàn cười nhạt nếu như lâm tuyên có thể nói động vi di ta ngược lại muốn đi mở mang một hồi linh nhạc tiên vương đối với cung chủ đại nhân vẫn còn có chút ảnh hưởng nếu lăng thiếu nguyện đi vậy lâm tuyên đại nhân tự nhiên sẽ thỉnh cầu linh nhạc tiên vương ra tay nêu ý kiến với cung chủ đại nhân phó hà nói Lăng hàn kinh ngạc, đường đường tiên vương, hơn nữa còn là nhân vật tầng 7, lại sẽ vì phân hồn nho nhỏ như hắn cố ý đi một chuyến. Xem ra, linh nhạc tiên vương đối với sự tình của đồ đệ cũng rất để bụng a, à, không tiếc mình trần ra trận, chế tạo cơ hội giết hắn cho đồ đệ. Có điều thật có thể rời tứ hải cung, lăng hàn rất muốn tóm lấy cơ hội này, hắn có hắc tháp, đây chỉ có thương chỉ vi mới biết, ngay cả linh nhạc tiên vương cũng cũng không biết sự tình của duyên sinh thiên tôn. Sự tình rất thuận lợi, vẹn vẹn sau 3 ngày. Trần Quản sự liền thay thương chỉ vi truyền lời, để chính hắn quyết định có muốn đi bí cảnh kia hay không, mà muốn đi, bên trong bí cảnh nhiều nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Lăng Hàn lựa chọn đương nhiên là đi, bởi vậy, khi Trần Quản sự mang Lăng Hàn, thương chỉ vi còn cố ý để hắn cùng an nhiên gặp nhau, không đề cập sự tình của hổ nữ chút nào, chỉ bảo bọn hắn cẩn thận, hiền lành như mẹ. Điều này làm cho an nhiên tức giận đến siết tay, cái này vốn là nàng độc hưởng, hiện tại phải chia sẻ với Lăng Hàn, làm cho nàng khó có thể tiếp thu được, để ngươi cướp đồ vật của ta, sau khi tiến vào bí cảnh liền cho ngươi xem. Nàng thầm nói, an nhiên, thương chỉ vi đột nhiên nhìn lại, chương 2353, lại gặp người quen. Sư phụ, an nhiên vội vã nửa quỳ, lăng hàn liền giao cho ngươi, nhất định không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thương chỉ vi nghiêm nghị nói, nàng sao không biết tính cách đồ nhi này của mình, bởi vậy trực tiếp dự phòng. a à, an nhiên há miệng nhỏ, lời ca tính của nàng nếu đáp ứng, vậy thì tuyệt đối không thể không tuân thủ hứa hẹn bằng không nàng còn có mặt mũi gọi thương chỉ vi là sư phụ sao nhưng mà muốn nàng một đường chịu đựng lăng hàn còn phải bảo vệ đối phương an toàn điều này bảo nàng làm sao tiếp thu được hả thương chỉ vi hơi nhíu mày vâng sư phụ an nhiên lòng không cam tình không nguyện gật đầu lúc này thương chỉ vi mới nhoẻn miệng cười nhìn lăng hàn lại nhìn an nhiên chỉ cảm thấy hai người này thực là trời sinh một đôi không khỏi để nàng nghĩ đến duyên sinh thiên tôn cùng nàng lúc còn trẻ, lúc trước nếu không có tiện nhân thiên vân kia. Nàng không khỏi sát khí sôi trào, oanh, toàn bộ cung điện xuất hiện sụp đổ, hư không phong bạo dâng lên, nhưng lập tức bị sát khí chém tan. Tiên vương tầng 9 giận dữ, thiên địa biến sắc, đi thôi, nàng phất phất tay, lăng hàn cùng an nhiên vội vã rời đi, một là bọn họ tất cả có tâm sự, hai là một vị tiên vương tầng 9 nổi giận, ở bên cạnh chịu áp lực thực quá lớn. Chỉ hơi nghỉ ngơi, đoàn người lăng hàn liền xuất phát. Lần này do Linh Nhạc Tiên Vương tự mình dẫn đội, chỉ là mấy tiểu bối đi vào bí cảnh mạo hiểm mà thôi, tại sao cần điều động một vị tiên vương tầng 7? Cái này tự nhiên là bởi vì thương chỉ vi coi trọng, bất luận An Nhiên hay Lăng Hàn đều được nàng coi là nhi nữ, tự nhiên không đồng ý có bất luận việc không tốt gì phát sinh ở trên người bọn họ. Có điều, chuyện này nguyên bản cũng không cần Linh Nhạc Tiên Vương tự mình điều động, hắn là chủ động tiếp nhận việc này thương chỉ vì tự nhiên không thể từ chối linh nhạc tiên vương mang ba người trẻ tuổi trực tiếp xé rách không gian bước về phía quảng hóa thiên chỉ sau năm ngày thân hình hắn dừng lại đã đi tới quảng hóa thiên linh nhạc tiên vương chỉ hoãn thân hình mang theo ba tên tiểu bối chậm rãi đi tới nhưng thủ đoạn của tiên vương nghịch thiên rõ ràng lăng hẳn chỉ dùng tốc độ bình thường chạy đi nhưng lại không kém an nhiên cùng lâm tuyên vượt xa tốc độ hắn phải đạt đến trên thực tế tốc độ của lâm tuyên cùng an nhiên cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều đây là linh nhạc tiên vương ra chỉ một loại tiên thuật nào đó ở trên người bọn họ nhưng bọn họ lại không cảm giác chút nào tựa hồ không thể bình thường hơn được cứ như vậy bọn họ lại bỏ ra một ngày liền đến bí cảnh kia sắc mặt của lăng hàn quái lạ nơi này hắn biết a à. không phải hắn đã tới mà là hắn gặp qua ở trên địa đồ sau khi hắn thắng được người thứ nhất trong đan đạo tỉ thí khen thưởng chính là một bản đồ cổ trên bản đồ cổ chỉ ra tàng bảo có người nói là một cây tiên dược ngàn triệu năm. Thật đúng dịp, cái bí cảnh này là ở trước đây không lâu mới xuất hiện, nguyên bản nơi này là một vùng biển, nhưng mấy năm gần đây, nước biển cấp tốc bốc hơi, biến thành một hố sâu to lớn, sau đó đáy hố nứt ra, hiện ra một thế giới khác. Lăng Hàn cố ý nhìn lướt qua bản đồ cổ, phát hiện nguyên bản cần phải có một cửa truyền tống có thể đi vào, nhưng lại không biết xảy ra biến cố gì, dẫn đến nước biển bốc hơi lên, bí cảnh tự hiện. Giữa bầu trời, từng bóng người xẹt qua bay vào trong bí cảnh. Lăng Hàn ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đập vào mắt tất cả đều là kiều mục cực kỳ cao to, cao đến mấy ngàn trượng, mà lá cây càng khổng lồ, so với nhà phổ thông thì lớn hơn rất nhiều. Mơ hồ có thể nghe được phía dưới truyền đến tiếng hổ gầm sói ngâm, càng có chim từ bên trong bay ra, có trực tiếp cao bay xa chạy, có thì bay một vòng lại trở về trong bí cảnh. Đây là thất lạc chi địa của thượng cổ, linh nhạc tiên vương khép hờ hai mắt, hơi suy tính, một lúc sau mới mở hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên vực tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng thống nhất đem 10 kỷ nguyên trước xưng là thượng cổ, trăm kỷ nguyên trước xưng là viễn cổ, tuy hắn đắc đạo nhiều năm, nhưng cũng chỉ sống hơn hai kỷ nguyên, so với tiên vực tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Có người nói, viễn cổ, thượng cổ đều từng bạo phát qua siêu cấp đại chiến, chết đi rất nhiều tiên vương, thậm chí tiên vương tầng 9, bởi vậy một khi liên lụy tới thượng cổ, ngay cả tiên vương tầng 7 như hắn cũng động lòng. Nói không chắc liền có bảo vật của một vị tiên vương tầng 9 rơi xuống, giúp hắn một tay, để hắn đột phá đến tầng 8 thì sao? Linh Nhạc huynh, trong một tiếng hét dài, chỉ thấy một nam tử vóc người khô gầy bay xuống. Đại Vân huynh, Linh Nhạc Tiên Vương vừa thấy, liền cười với đối phương, còn gật gật đầu. Trên người nam tử khô gầy này quấn quanh tiên quang tám màu, đại biểu hắn là một vị tiên vương tầng 8. Vì sao tiên vương tầng 8 bình đẳng tương xứng với Linh Nhạc Tiên Vương? Tự nhiên là bởi vì sức chiến đấu của Linh Nhạc Tiên Vương quá mạnh mẽ. Ở trong tầng 8 cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Đại Vân Tiên Vương rung tay lên, bên người nhất thời thêm ra 5 người trẻ tuổi, là tiểu bối được hắn lấy tiên pháp mang theo cùng một chỗ cất bước. Lăng Hàn, một người trong đó nhìn Lăng Hàn, là Thất Thanh, Lăng Hàn tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, không khỏi bay lên một loại cảm khái, thế giới này kỳ thực còn rất nhỏ. Vu Lan Phong Hoa, thánh tử của Ngự Hư giáo, ô nói như vậy, Đại Vân Tiên Vương này là người của Ngự Hư giáo. Hóa ra là Vu Lan huynh. Lăng Hàn cười nói, Vu Lan phong hoa đầy mặt khiếp sợ, lúc trước hắn cùng Lăng Hàn chiến một trận lấy hòa nhau kết thúc, nhưng Lăng Hàn so với hắn thấp hơn một cảnh giới nhỏ, để hắn động sát ý. Hắn cố ý giao thiệp với đối phương, chính là muốn tra rõ ngọn nguồn của Lăng Hàn. Hắn có thể khẳng định, Lăng Hàn chỉ là một tán tu, chỉ là cơ duyên nghịch thiên mới có thành tựu võ đạo như vậy. Bởi vậy, hắn liền mời Lăng Hàn, để đối phương đi ngự hư giáo, vậy hắn liền có thể thong dong đùa chết Lăng Hàn. Nhưng hiện tại lại nhìn thấy Lăng Hàn, hơn nữa còn đi cùng người của Tứ Hải cung. Hắn là người của Tứ Hải cung, chưa từng nghe nói Tứ Hải cung có người như thế a. À. Ha ha, tên tiểu tử này là ai, lại còn nhận thức Vu Lan Thánh tử nhà chúng ta. Ánh mắt của Đại Vân Tiên Vương đảo qua, cố ý hỏi một câu, bởi vì hắn cực kỳ hiểu rõ Vu Lan phong hoa, chưa từng thấy đối phương giật mình qua như vậy. Chương 2354, gai sâu, chí ít là ở trước mặt một tên võ giả cùng cấp. Lăng Hàn cùng Vu Lan Phong Hoa đều là thiên hồn cảnh. Ha ha, một tên tiểu bối mà thôi. Linh Nhạc Tiên Vương hời hợt nói, nếu như Lăng Hàn cùng ngự hư giáo có oán, hắn cũng không chú ý mượn tay của đối phương giết chết Lăng Hàn. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên không thể thổ lộ ra quan hệ của Lăng Hàn cùng Thương Chỉ Vi. An Nhiên đang tức giận, đương nhiên sẽ không thay Lăng Hàn biện giải, mà Lâm Tuyên thì càng không cần phải nói. Thật không nghĩ tới, nơi này lại là một thất lạc chi địa của Thượng Cổ. Đại Vân Tiên Vương nói lời tương đồng như Linh Nhạc Tiên Vương. Bát Bộ Chân Linh thú này, hẳn đã sớm tuyệt diệt, không nghĩ tới lại nhìn thấy ở đây. Hắn tùy ý thò ra một tay, nguyên lực phun trào, một cự thú nhất thời bị một bàn tay tám màu tóm lấy, mặc nó dẫy dụa như thế nào cũng uổng phí lực, mà khi nó bị bắt đến trước mặt hai vị tiên vương, nhất thời sợ đến kẹp chặt đuôi. Ở trước mặt tiên vương cấp cao như vậy, mặc nó lại giã tính khó thuần làm sao cũng sẽ bản năng cảm thấy kính nể. Tiên vương, đại biểu Thiên Địa Xác thực, đây là bát bộ tiên văn, dung hợp 8 loại thiên địa đạo tắc. Linh nhạc tiên vương đưa tay phất một cái, trên người cựu thú kia lập tức hiện ra một phù văn, vô cùng phức tạp. Lúc trước bát bộ chân linh nguyên thú, tuy không có bước vào tầng 9, nhưng dựa vào bát bộ tiên văn, hầu như quét ngang hết thảy tầng 8. Lăng Hàn nghe vào trong tai, lại cảm ứng một hồi, không khỏi âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn có 8 đạo thiên địa bản nguyên, có thể nói là căn nguyên của 8 loại quy tắc, nên đối với 8 loại quy tắc này cực kỳ mẫn cảm, hắn cảm ứng được, trên phù văn kia có 5 loại quy tắc có thể cộng hưởng với hắn. Bát bộ chân linh thú vừa vào chạm trần liền nắm giữ 8 đạo quy tắc, sức chiến đấu khẳng định vô cùng mạnh mẽ, nghiền ép cùng cấp là điều chắc chắn. Nguyên bản chỉ là sự tình tẻ nhạt, tâm huyết dâng trào muốn đi tới một lần, không nghĩ tới lại sẽ phát hiện một thất lạc chi địa của thượng cổ. Đại vân tiên vương tiện tay ném bát bộ chân linh thú đi, con cự thú này vội vã bỏ chạy, sắp muốn sợ vãi tẻ rồi. Không biết sẽ có cơ duyên gì. Linh Nhạc Tiên Vương từ tốn nói, nhưng trong giọng nói có một luồng khí phách cùng thiên địa tranh huy. Đây là một loại biểu đạt, cũng là một loại tự tin, cho dù đối phương là Tiên Vương tầng 8, hắn cũng sẽ không nhường, sẽ không sợ. "Để bọn tiểu bối tự mình xông a, chúng ta trước tiên đi một vòng xem sao." Đại Vân Tiên Vương cười nói. "Tốt." Linh Nhạc Tiên Vương lập tức đáp ứng, có hắn cùng Đại Vân Tiên Vương, vậy Lăng Hàn sao có thể chết? Đại Vân Tiên Vương vung tay lên, năm tên tiểu bối bên cạnh hắn liền bị hắn đưa vào trong bí cảnh, mà linh nhạc tiên vương cũng đồng dạng vung tay lên, đưa ba người lăng hàn vào, hầu như là sát bên đám người vu lan phong hoa. Hai tên tiên vương cười ha ha, nghênh ngang rời đi, mục tiêu của bọn họ là đỉnh núi cắm vào mây xanh kia, có thần hà đầy trời, càng có một loại khí thức hồng hoang. Trong lòng lăng hàn rõ ràng, linh nhạc tiên vương một đường đi theo, không chỉ là bảo vệ đám người bọn họ an toàn, còn có dụng ý giám thị hắn, đương nhiên là vì hổ nữ, thương chỉ vi làm sao có khả năng thả hổ về rừng chứ. Hiện tại Linh Nhạc Tiên Vương rời đi, An Nhiên cùng Lâm Tuyên sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Thậm chí, Linh Nhạc Tiên Vương còn có một tia ý thức theo hắn, chỉ cần hổ nữ xuất hiện, sợi ý thức này sẽ lập tức hóa hình, bắt hổ nữ. Một tia ý thức của Tiên Vương cũng có thể nghiền ép thăng nguyên, đây là sự tình không nghi ngờ chút nào. Hiện tại không thể để cho hổ nữ đi ra, phải tìm cơ hội tránh đi, Lăng Hàn không muốn về Tứ Hải Thành nữa. An Nhiên Thánh Nữ, lâm tuyên huynh năm người vu lan phong hoa đều chào hỏi với an nhiên lâm tuyên trước có tiên vương bọn họ đều có vẻ hơi gò bó trong năm người này ngoại trừ vu lan phong hoa vẫn là thiên hồn bốn người khác đã bước vào tiên phủ chính là thánh tử thánh nữ khác của ngự hư giáo có điều năm người có bốn người là nam chỉ có một cái là nữ lâm tuyên cùng an nhiên hiển nhiên nhận thức bọn họ nên dồn dập chào hỏi vị này là nam tử tên ngãi khải phong nhìn về phía lăng hàn lộ ra vẻ trầm ngâm Lăng Hàn, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, ngãi khải phong thận trọng nở nụ cười, nhưng khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Hắn là nhất bí đế giả, đối phương là thiên hồn, thực lực của hai người tranh lệch phảng phất như trời cùng đất, tự nhiên xem thường nói chuyện với Lăng Hàn, cái này sẽ kéo thấp thân phận của hắn. Không chỉ hắn, ba người khác cũng như thế, bọn họ phân biệt gọi lao lương, biệt tử văn cùng địch đồng hân, chỉ nói với Lâm Tuyên, an nhiên, nhưng không nhìn nhiều Lăng Hàn. Trên thực tế, có thể hỏi tên của Lăng Hàn đã rất để mắt hắn. An nhiên, Lâm Tuyên cũng không có ý nghĩ thay Lăng Hàn xứng danh, tám người cất bước, đi ở trong rừng, bọn họ không phải là tiên vương, đi tới nơi này nào dám sằng bậy, không kiêng kỵ mà bay trên không chung. Cánh rừng rậm này rất âm u, đại thụ cao nhất đạt mấy ngàn trượng, lá cây vừa lớn vừa dày, chặn lại hết thải tia sáng, cũng may mọi người chỉ ít là phân hồn cảnh, cái này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ai nha, Biệt Tử Văn đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, dừng bước. "Làm sao?" Lao Lương hỏi, Biệt Tử Văn giơ chân lên, chỉ thấy lại có máu tươi chảy ra. Những người khác đều cả kinh, tuy hiện tại không có gặp phải kẻ địch, nhưng đi tới địa phương như thế, ai lại dám bất cẩn. Khẳng định dùng nguyên lực bao vây toàn thân, nhưng Biệt Tử Văn lại không hiểu chảy máu, để bọn họ cực kỳ khiếp sợ. "Tình huống thế nào?" Biệt Tử Văn cởi giày, chỉ thấy trong lòng bàn chân trái của hắn lại cắm vào một cái gai sâu tỏa ra ánh sáng làm yếu ớt. Một cái gai sâu mà thôi, không thể công kích người, chỉ là bị biệt tử văn dẫm xuống một cước, liền đâm thủng dày, loại bỏ nguyên lực, quy tắc phòng ngự của hắn, đâm vào lòng bàn chân. Thình thịch, đột nhiên thân thể của biệt tử văn run động, thật giống như động kinh, hai mắt lật lên, trong khóe miệng có bọt mép tuôn ra. Không được, trên gai này có độc, tất cả mọi người là nhân vật cỡ nào, lập tức đoán ra nguyên nhân. Quá khủng bố, đường đường cao thủ tiên phủ cảnh lại không ngăn được một cái gai sâu, mà kịch độc vào thể, càng làm cho đế giả như biệt tử văn không cách nào chống đỡ. chương 2355, thi thể bị phong hóa. Đám người lao lương vội vã lấy ra linh đan giải độc, cho biệt tử văn uống, chỉ chốc lát, biệt tử văn rốt cục yên tĩnh lại, nhưng hôn mê, phát ra tiếng hít thở ồ ồ. Tốt xấu cũng xem như là trấn áp được độc tố, không hổ là thất lạc chi địa của thượng cổ, từng bước nguy cơ. Ngãi khải phong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn, lao lương địch đồng hân cùng biệt tử văn giống nhau đều là nhất bí đế giả nếu biệt tử văn trúng chiêu vậy bọn họ cũng khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi chỉ là vận may của bọn họ tốt hơn không có dẫm đến cây gai kia mà thôi nhưng trời mới biết nơi này còn có cây gai khác hay không hoặc là đồ vật tương tự nhưng lăng hàn nhìn biệt tử văn nói tình huống của hắn không đúng lắm không giống như là độc tố bị hóa giải ngươi biết cái gì ngãi khải phong lập tức phản bác hắn mới vừa mở miệng lăng hàn liền nói như vậy không phải đang cố ý phá đài của hắn sao? Thái dịch giải độc đan kia chính là tứ tinh đại sư trung kỳ tự tay luyện chế, độc tố dưới tiên vương là có thể dễ dàng giải trừ. Ừm, Lao Lương cùng địch đồng hân cũng gật đầu, bọn họ đối với trung kỳ đại sư tự nhiên là một trăm cái yên tâm cùng tín nhiệm. Lăng Hàn bĩu môi, không tiếp tục nói nữa. Hắn cũng là tứ tinh đại sư A, nhưng nếu ba người này không cảm kích, hắn cũng không có cần thiết đi lấy mặt nóng dán mông lạnh. Ngược lại, hắn không quen biệt tử văn, càng không có giao tình gì, Chết sống với hắn có quan hệ gì? Ạch, à, đột nhiên biệt tử văn há mồm, phát ra thanh âm cổ quái, thật giống như là từ trong cây khô bỏ ra. Khi ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới, chỉ thấy biệt tử văn bỗng nhiên mở mắt, trong trắng mắt đã biến thành màu xanh lam, mà con người thì lại hóa thành màu trắng, luống cuồng sợ hãi. Ha, đầu còn thật không có hóa giải. Lâm Tuyên cố ý nở nụ cười. Lăng hàn nói không sai. Nghe hắn nói như thế, bốn người ngãi khải phong tự nhiên rất có ý kiến với hắn nhưng hận càng nhiều là lăng hàn ai bảo hắn đã nói như vậy tự nhiên để bốn người cho rằng hắn là kẻ cầm đầu lăng hàn liếc nhìn lâm tuyên người này cũng thật độc đây là đang cố ý kéo cửu hận cho hắn ạch 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 biệt tử văn gọi càng lớn tiếng đột nhiên bắn người đứng lên tư thế cực kỳ quái lạ hai chân không cong một chút như cây côn gỗ dựng thẳng lên trong hai mắt màu trắng tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi hắn nhìn chằm chằm lao lương đột nhiên tấn công há mồm táp tới yết hầu của đối phương biệt sư đệ người điên rồi sao lao lương vội vàng lùi về sau nhưng biệt tử văn thật như điên rồi trong miệng phát ra thanh âm ủng ụp nghe không rõ ràng tiếp tục nhìn chằm chằm lao lương cắn độc trong người biệt sư huynh chưa tiêu khuyên hắn là vô dụng nhất định phải bắt hắn ngãi khải phong kêu lên trước tiên xuất thủ lao lương địch đồng hân cũng bận bịu ra tay cùng một chỗ chân áp biệt tử văn vu lan phong hoa thì chỉ có ở một bên xem cuộc vui tuy hắn được khen là thánh tử mạnh nhất từ trước tới nay của ngự hư giáo nhưng giới hạn ở cảnh giới, hiện tại chỉ có thể đi phía sau. Ba người ra tay, chân áp về phía biệt tử văn. Nhưng tu vi của bọn họ cùng biệt tử văn sắp xỉ, thực lực gần gũi, muốn bắt đối phương nói nghe thì dễ. Hiện tại biệt tử văn căn bản không còn thần trí, chỉ biết há mồm cắn người, lục thân không nhận, không kiêng rè chút nào, nhưng ba người ngãi khải phong không dám xuống nặng tay, cứ như vậy, cho dù bọn họ nắm giữ ưu thế nhân số cũng bị trung hòa. Lâm Tuyên Huynh, An Nhiên Thánh Nữ, xin hỗ trợ. Địch Đồng Hân cầu viện nói, Lâm Tuyên nhìn về phía An Nhiên, An Nhiên gật gù, hai người lập tức ra tay, gia nhập chiến đoàn. Bọn họ ra tay liền thiếu rất nhiều kiên kỵ, coi như đánh trọng thương Biệt Tử Văn thì đã làm sao, sau này chậm rãi điều dưỡng là được. Đám người Ngãi Khải Phong là không tiện ra tay, bởi vậy cũng không có ngăn cản hai người kia, ngược lại, bọn họ còn phụ trách áp chế Biệt Tử Văn công kích, để hai người An Nhiên có thể thoải mái triển khai. Lăng Hàn tẻ nhạt, ôm hai tay xem cuộc vui, thật không nghĩ tới Lăng Huynh là người của Tứ Hải Cung. Vu Lan Phong Hoa đi tới, lắc đầu một cái, mang theo vẻ trách móc. Lăng Huynh, người không trưởng nghĩa, cái này cũng muốn gạt ta. Lăng Hàn cười ha ha, nói rất dài dòng, một lời khó nói hết, nói chúng ta không phải cố ý lửa Vu Lan Huynh. Vu Lan Phong Hoa cũng cười, ánh mắt hơi có chút lấp lóe, hắn đang cân nhắc được mất, nếu như ra tay giết chết Lăng Hàn, sẽ mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Hắn nghĩ một trận, trong lòng đột nhiên có chủ ý, hắn không cần thiết tự mình ra tay, có thể mượn tay bốn sư huynh sư tỷ tin tưởng đám người ngãi Khải Phong đã có ý kiến không nhỏ với Lăng Hàn. Đúng rồi, đây là lâm tuyên xúi dục lẽ nào trong tứ hải cung cũng bất hòa sao? Này ngược lại là có thể lợi dụng một chút, một bên khác, năm đế giả ra tay cuối cùng trấn áp biệt tử văn, dù sao hiện tại biệt tử văn không có linh trí gì, chỉ biết liều mạng, sức chiến đấu nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Năm đế giả một người ra chỉ một lớp cấm chế ở trên người biệt tử văn, như vậy trừ khi thực lực của Biệt Tử Văn còn trên 5 người bọn họ liên thủ, nếu không là hoàn toàn không thể đánh vỡ những cấm chế này. Từng bước gian nan a, à, bọn họ nói một câu xúc động, đây căn bản là chưa đi được mấy bước, bọn họ liền ngã xuống một người, cái bí cảnh này sẽ nguy hiểm cỡ nào? Thu Biệt Tử Văn vào không gian thần khí, bảy người tiếp tục tiến lên. Lần này bọn họ học ngoan, lơ lửng trên không chừng một thước, như vậy liền không sợ trên đất có gai đâm thủng lòng bàn chân. Bọn họ đi không nhanh, không lâu lắm phía trước bỗng nhiên xuất hiện chín bộ thi thể đều chết nhìn trình độ phong hóa có ít nhất vài tỷ năm ô không đúng cái bí cảnh này không phải vừa mới bị phát hiện sao hơn nữa còn là thất lạc chi địa thời kỳ thượng cổ làm sao có khả năng xuất hiện một bộ thi thể mới vài tỷ năm bọn họ nhìn lẫn nhau chỉ cảm thấy quái lạ không nói ra được lẽ nào mấy tỷ năm trước có người tiến vào nơi này đúng bí cảnh không nhất định phải sau khi mở ra toàn bộ mới có thể cho người tiến vào nó vốn ở chỗ này Khẳng định có người đánh bậy đánh bạ tiến vào qua, chỉ là không có một người sống sót rời đi, vì lẽ đó nơi này mới vẫn không có bị người phát hiện. Chương 2356, sống thượng. Cái này ở trên đạo lý là nói xuôi được, bảy người đều gật đầu, đây là giải thích hợp lý nhất. Thi thể không có bị động qua, xem tình huống, hẳn là chín người phát sinh nội đấu, tự giết lẫn nhau mà chết. Bọn họ tiếp tục suy đoán, cũng có thể, bọn họ thuộc về hai bên, vừa vặn ở đây gặp gỡ, sau đó bạo phát chiến đấu điều này cũng có thể thi thể đương nhiên không có gì đáng xem bảy người rất nhanh lại đi về phía trước nhưng mới vài bước lao lương đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó xoay người rời đi làm sao mọi người vội vã đi theo chỉ chốc lát lao lương đã trở lại địa phương chín người phơi thây lúc trước lật lên một bộ thi thể hắn từ trên thi thể kia tìm ra một khối ngọc bội nhìn kỹ một lúc hắn lộ ra vẻ khiếp sợ lao sư huynh xảy ra chuyện gì ngãi khải phong hỏi Lao lương đầu tiên là không nói, một lát sau mới nói. Ta nhận ra người này, hắn gọi Dư Khai Thành, hắn còn lung lay khối ngọc bội kia một cái. Cái này là ta đưa cho hắn, cái gì, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, hơn nữa còn bay lên một luồng hàn ý mãnh liệt. Phải biết, ngọn lửa sinh mệnh của Lao Lương chỉ 7-800 triệu năm, nhưng những thi thể này chỉ ít đã có vài tỷ năm lịch sử, vậy sao Lao Lương biết người này là Dư Khai Thành? Gặp quỷ sao? lao sư huynh người xác định người này thực là dư khai thành địch đồng hân hỏi có thể dư khai thành cũng tới nơi này không biết xảy ra chuyện gì ngọc bội rơi vào trên thi thể này thì sao đúng nha phong hóa quá lợi hại căn bản không thể nhìn dung mạo lao lương lắc đầu ngọc bội không phải rơi trên thi thể này mà là đeo ở trên thi thể vì lẽ đó người này tất là dư khai thành chẳng lẽ không khả năng là ngươi nhận sai ngọc bội sao câu nói này là hoài nghi trong lòng rất nhiều người người nhưng không có ai nói ra, nếu Lao Lương đã chắc chắn như thế, nhắc lại lời như vậy chẳng khác nào là đánh mặt của hắn. Lăng Hàn đi lên trước hai bước, tỉ mỉ kiểm tra chín bộ thi thể. Trước bọn họ chỉ tìm kiếm không gian thần khí của chín người này, bên trong không có bảo vật gì, nhưng lần này, Lăng Hàn trọng điểm nhìn vết thương của bọn họ. Gai sâu, Lăng Hàn ở lòng bàn chân của một người phát hiện vết thương, cắm vào một cây gai xanh lam. Tất cả mọi người ồ một tiếng, đó là gai sâu. Lẽ nào, là bởi vì người này bị độc tố nhiễu loạn thần trí, sau đó giết chết tám tên đồng bạn, cuối cùng cũng độc phát thân vong. Lao Lương tiếp tục nói, hơn 200 năm trước, ta còn cùng Dư Khai Thành gặp qua một lần. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh ngạc, lẽ nào, Dư Khai Thành cũng mới vừa tiến vào nơi này, tử vong không lâu sao. Hoàn cảnh thiên địa nơi này đặc thù, để thi thể rõ ràng chỉ chết mấy năm thậm chí mấy ngày phong hóa lợi hại như vậy. Ạch ạch ạch, đúng lúc này, một bộ thi thể đột nhiên phát ra âm thanh quái dị giống biệt tử văn lúc trước như đúc thực sự là quái đản a à. tất cả mọi người lộ ra vẻ cảnh giới dồn dập lui về phía sau vài bước nhìn về phía bộ thi thể kia chính là thi thể này phát ra tiếng kêu kỳ quái phốc thi thể này đột nhiên đứng thẳng hai đầu gối không uốn cong cực kỳ quái lạ thi thể này không nói hai lời lập tức cắn tới vu lan phong hoa vu lan phong hoa vừa muốn ra tay nhưng trên mặt thất sắc vội vã rút lui, bởi vì đối phương mạnh mẽ hơn hắn. Hừ, ngãi khải phong cười gần, ra tay đón đỡ. Oanh, đòn đánh này của hắn thật đáng sợ, bộ thi thể kia nhất thời bị chấn bay. Oanh oanh oanh, một đường đụng gãy chỉ ít mấy trăm gốc đại thụ, lúc này mới ngừng lại, nhưng căn bản không có bị thương gì, dưới chân lập tức bắn ra, như một mũi tên nhọn giết trở về. Ồ, lần này trái lại là ngãi khải phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Thi thể này khi còn sống hẳn chỉ là nhất bí vương giả, hiện tại chết rồi, sức chiến đấu càng thêm yếu đi. Mà hắn là nhất bí đế giả, lẽ ra một chiêu liền đánh bộ thi thể kia thành cặn bã A. Nhưng sự thực không phải như vậy, thi thể này bị hắn đánh bay, căn bản không phải đối thủ, nhưng thể phách cường đại đến kinh người, lại không hư. Quái lạ, cực kỳ quái lạ, nơi này hết thảy đều quái lạ, rõ ràng nhiều nhất chỉ chết 200 năm mà thôi, nhưng thi thể lại phong hóa như vài tỷ năm, hiện tại người sau khi chết, cường độ thể phách tăng mạnh, cái này quái lạ đến không cách nào hình dung. Bộ thi thể kia giết tới, hai tay mở ra, mười ngón dài nhọn, tóm tới ngãi Khải Phong. Không biết cái gọi là, ngãi Khải Phong cười gần, thực lực của hắn không biết vượt qua đối phương bao nhiêu lần, lại dám ra tay với hắn. Oanh oanh oanh, ngãi Khải Phong cường lực ra tay, mỗi đánh một kích đều làm cho thi thể kia bay xa, bắn lên, hoàn toàn như là đống cát. Nhưng khiến người ta hoảng sợ chính là, mặc cho ngãi Khải Phong oanh kích làm sao, thi thể này cũng không hư, phảng phất như bị luyện thành tiên kim. Bọn người lăng hàn khẽ hồ lên, lẽ nào người này khi còn sống chuyên tu thể phách sao, bằng không vẻn vẹn chỉ chết nhiều nhất 200 năm, thì biến cũng không đến nỗi cứng nhanh như vậy chứ. Nhưng điều này cũng không nhất định, bởi vì thi thể này lại thật giống như phong hóa mấy tỷ năm, vậy xuất hiện biến hóa quái là cũng hợp tình hợp lý. Hẳn là liên quan tới độc tố, Lăng Hàn suy đoán nói, cái độc tố này có thể để người ta mất đi lý trí, giết lung tung một mạch, nhưng chết rồi cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn cho thi thể. Có thể bắt hắn, tỉ mỉ nghiên cứu một chút hay không? Lâm Tuyên nói, tuy bọn họ có bắt được một người chúng độc khác, nhưng biệt tử văn hiển nhiên không thể băm thành tám mảnh đến nghiên cứu, chỉ có thể lấy thi thể này khai đao. Đơn giản, ngãi khải phong ngạo nhiên nói, sức chiến đấu của song phương tranh lệch như trời, hắn không cách nào đánh giết đối phương là một chuyện, nhưng muốn bắt lại cực kỳ đơn giản. Hai tay hắn múa tung, từng đạo từng đạo lưu quang từ trong khe hở hai tay lưu chuyển, tiên khí tràn ngập, có một luồng uy lực không cách nào hình dung. Đây là hắn vận dụng tiên thuật, sức chiến đấu lập tức không giống. Hắn thô bạo trấn áp, rất nhanh bộ thi thể kia liền bị chấn phục ở trên mặt đất, chỉ có thể dẫy giụa hai tay, nhưng căn bản không thể đứng lên. a à, địch đồng hân đột nhiên ôm đầu, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ. Xảy ra chuyện gì, mọi người cả kinh hỏi. chương 2357, sống hạ. Ta lấy thần thức tiến vào trong thi thể này, nhưng không ngờ trong đó có một luồng lực lượng hắc ám không cách nào hình dung, lực lượng tà ác kia trực tiếp tiêu diệt thần thức của ta. Khuôn mặt của địch đồng hân trắng xám, có một loại cảm giác rất đau đớn. Lợi hại như vậy, tất cả mọi người khiếp sợ, sức chiến đấu của thi thể này không cường đại, bằng không cũng sẽ không bị ngãi khải phong dễ dàng chấn áp, nhưng lại có thể tiêu diệt một tia thần thức của địch đồng hân, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Nhưng địch đồng hân sẽ cầm chuyện như vậy đùa giỡn sao? Quái lạ, tất cả mọi người nói, cũng càng cẩn thận, không dám lấy thần thức tiến vào trong thi thể này, miễn cho gặp phải kết quả như địch đồng hân. Đế giả như bọn họ, nhất định là muốn xung kích cảnh giới tối cao của tiên đạo, vì lẽ đó thần hồn nhất định phải viên mãn không thiếu sót, cho dù tổn thất một tia, đối với ngày sau cũng sản sinh ảnh hưởng to lớn. Bọn họ muốn xé thi thể này ra, nhưng trước chiến đấu liền chứng minh, thể phách của thi thể này cực kỳ cứng cỏi, bách lực không thương, quy tắc không hư, tựa như tiên binh, chuyện này làm sao giải quyết được. Nhưng trên thi thể này tất nhiên ẩn dấu bí mật to lớn, nếu có thể đào móc bí quyết để thể phách trở nên mạnh mẽ như tiên kim, vậy sẽ để sức chiến đấu của mình tăng lên tới độ cao cỡ nào. Nghĩ tới đây, hô hấp của mọi người đều là có dồn dập. Chỉ có Lăng Hàn không để ý chút nào, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, thể phách cường hoành, ngay cả tiên vương tầng 9 chuyển thế như kỷ vô danh cũng muốn bái phục chịu thua, đương nhiên sẽ không đỏ mắt đồ vật người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Hắn hiếu kỳ chính là, cái thi thể này đến cùng có phải là thật chết rồi hay không? lăng hàn lấy tiền ma kiếm ra ra trì sát lục quy tắc hệ kim sau đó chém lên thi thể chi trên thi thể bùng ra đốm lửa càng phát ra tiếng ma sát khiến người ta khó chịu để mọi người nhíu mày ngươi đang làm gì ngãi khải phong lập tức trách mắng vốn là rất phiền ngươi lại còn phát ra thanh âm đáng ghét như thế muốn chết ga lăng hàn chỉ liếc xéo hắn một cái không nói gì xem thường phản ứng loại ngớ ngẩn này tự mình cảm giác quá tốt cũng coi mình là trung tâm cho rằng tất cả mọi người đều phải nghe mình Chơi trứng đi thôi, thấy Lăng Hàn lại không nhìn mình, ngãi khải phong nhất thời giận tím mặt, vừa vào bí cảnh thì có đồng bạn phát điên, chỉ có thể mạnh mẽ chân áp xuống, hiện tại lại bị khinh thường, để hắn cũng biến thành dễ tức giận, táo bạo. Cho rằng ta không dám động ngươi, ngãi khải phong uy nghiêm đáng sợ nói, thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn, mà nói đến bối cảnh, ngự hư giáo đồng dạng là thế lực tầng 9, mà phong tình điện ở sau lưng càng là thiên tôn cấp vượt qua tiên vương. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn chiếm lý liền có thể trắng trợn không kiêng rè ha ha lang hàn chỉ nở nụ cười hắn vận dụng sát lục bản nguyên cỏ bốn lá nhẹ nhàng giật động rõ ràng yếu đuối mong manh tựa hồ một cơn gió liền có thể thổi ngã nhưng có thể bùng nổ ra lực phá hoại đánh sợ hắn lần thứ hai chém về phía bộ thi thể kia tin tưởng đây có thể có hiệu quả bởi vì thể phách của hắn chính là như vậy trực tiếp công kích căn bản vô hiệu chỉ có thể dùng lực lượng quy tắc từ từ ma diệt muốn chết ngãi khải phong gào thét tiểu tử này không chỉ làm như không thấy mình lại còn dám làm trái tâm ý của mình còn muốn làm loạn bộ thi thể kia cái này không phải ý định đối phó hắn sao coi như hắn không giết lăng hàn cũng phải cho thứ này một cái giáo huấn mạnh mẽ oanh hắn hung hãn ra tay một quyền giật động như một hỏa thần phát huy ngọn lửa ngập trời tuy trong lòng an nhiên hết sức khó chịu nhưng nếu đáp ứng ân sư phải chăm sóc lăng hàn lúc này cũng chỉ có đẻ bất mãn thân hình nhảy một cái che ở trước người Lăng Hàn, sau đó đưa tay đón đỡ. Oanh, năng lượng tuôn ra, quy tắc đại đạo va chạm, bùng lên hỏa diễm mút trời, An Nhiên vẫn không nhúc nhích, nhưng ngãi Khải Phong liền lùi lại bảy bước, nơi lòng bàn tay có một tia máu tươi chảy ra. An Nhiên thánh nữ, người đây là ý gì? Ngãi Khải Phong không vui nói, càng có một tia kiêng kỵ, mặc dù hắn là đế giả, nhưng An Nhiên là đế trong đế, có thực lực áp chế hắn. An Nhiên tự nhiên 10.000 cái không muốn thay Lăng Hàn ra tay, nhưng thương chỉ vì có nghiêm lệnh, nàng sao dám không tuân ý chí của sư tôn nàng có thể không nhìn bất luận người nào trong thiên hạ nhưng duy nhất không dám không thể vi phạm chính là thương chỉ vi công ơn nuôi dưỡng ân đức dạy nghệ lớn như trời nàng chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn ngãi khải phong nói thời điểm khác ta mặc kệ nhưng lần này ai cũng không thể động một sợi lông của hắn bằng không chính là đối địch với ta an nhiên thánh nữ thật là uy phong a à, lao lương lạnh lùng nói có sát khí uy nghiêm đáng sợ lưu chuyển tuy hắn chỉ là đế giả phổ thông nhưng xuất thân ngự hư giáo lại há có thể yếu đi sĩ khí đáng tiếc tuy ngự hư giáo cũng có đế giả đỉnh cấp nhưng vu lan phong hoa chỉ là thiên hồn cảnh không vào tiên phủ sao đánh đồng với an nhiên vậy liền buông tay chiến một trận ai sợ ai an nhiên cực kỳ cường thế tính cách của nàng chính là như vậy các vị các vị đều ép hỏa khí đi lâm tuyên đi ra khuyên can mục đích của hắn là gây xích mích người của ngự hư giáo đi đối phó lăng hàn nhưng tuyệt không có ý để an nhiên cuốn vào mà hắn cũng không nghĩ tới an nhiên lại sẽ ra mặt thay lăng hàn để hắn lập tức có chút rối loạn ồ các ngươi xem đột nhiên địch đồng hân nói nàng chỉ vào bộ thi thể kia tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy ở dưới lợi kiếm của lăng hàn cắt chém bộ thi thể kia lại bị cắt ra một chút xíu vị trí này là vết thương dưới chân thi thể kia nguyên bản đã đóng vảy hiện tại lần thứ hai rạch ra ngãi khải phong nhất thời có vẻ lúng túng hắn ra tay với Lăng Hàn là vì đối phương vô sự tìm việc, phát ra tạp âm đáng ghét. Nhưng không nghĩ tới, đối phương không phải làm bậy, mà là thật muốn cắt ra thi thể này. Này liền đánh hắn một tát, sự tình hắn không thể làm. Lăng Hàn làm được, thật trào phúng, đối phương chỉ là một thiên hồn cảnh nho nhỏ. Mặc cho ngãi khải phong bá đạo làm sao, lúc này cũng không thể nói gì được, miệng bế chặt chẽ, nhưng sát khí trong lòng sôi trào đến trình độ cực cao. Trường 2358, Huyết Trùng dám để cho hắn mất mặt xấu hổ, hắn không thể nhẫn nhịn. Lăng Hàn căn bản không có để ở trong lòng, hiện tại ngãi khải phong sát thực mạnh hơn hắn, nhưng chỉ là hiện tại, chỉ cần hắn bước vào tiên phủ, vậy xoay tay liền có thể trấn áp ngãi khải phong. Lực chú ý của hắn đều nằm ở bộ thi thể kia, theo tiên ma kiếm không ngừng cắt chém, vết thương cũng đang không ngừng sâu thêm, mở rộng, cuối cùng có thể thấy được một ít đầu mối. Hí, những người khác cũng nhìn, khi bọn họ thấy gió, không khỏi đồng thời hít một ngụm khí lạnh, ở trong vết thương kia có mấy con sâu nhỏ đang ngọ nguậy. Những con sâu này chỉ chừng hạt gạo, đỏ như màu máu, cũng không biết bản thân là màu sắc này, hay bị máu tươi nhiễm đỏ gây nên. Thế nhưng, những con sâu này nhỏ thì nhỏ, nhưng đều tỏa ra khí thức cực kỳ tà ác, khiến người ta vừa thấy liền cực kỳ căm ghét. Lăng Hàn kinh ngạc, loại căm ghét này không phải phát ra từ nội tâm của hắn, mà là một loại cảm giác nói không ra lời, chính là chán ghét, không có lý do gì. Đây là căm ghét của thiên địa như người tu luyện hệ thống khác con sâu nhỏ này cũng vậy sao lang hàn không quá khẳng định những con sâu này cùng người tu luyện một loại hệ thống khác hắn tiếp xúc có bất đồng rất lớn nhưng trong xương lại có một loại mùi vị tương tự thực quái lạ càng quái lạ chính là vết thương phá ta này lại đang ngọ nguậy phảng phất như nắm giữ ý thức của mình muốn phục hồi như cũ hư lao lương cười gần chỉ tay vẽ ra vót về phía vết thương kia hắn không cách nào phá hư được bộ thi thể kia nhưng hiện tại đã có một vết thương chẳng lẽ còn không được chỉ lực kéo đến quy tắc đại đạo hóa thành kiếm chém lên những con sâu kia chi những con sâu này phát ra tiếng kêu thê thảm bị lực lượng quy tắc ép thành bột phấn mà khi những con sâu này chết vết thương nhúc nhích cũng lập tức ngừng lại thật giống như mất đi sức sống tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm xem ra thi thể dị biến là bởi vì những con sâu này cũng còn tốt tuy cường độ thi thể có thể nói cứng rắn không thể phá vỡ nhưng những con sâu này rất dễ giết nhưng mà mọi người lạc quan lập tức tan thành mây khói bởi vì rất nhanh có sâu mới bỏ ra mà vết thương đình chỉ khôi phục cũng lần thứ hai nhúc nhích lẽ nào trong thi thể này tất cả đều là sâu sao những con sâu này là sinh vật của nơi đây bò vào trong thi thể này làm ác hay chỉ vẻn vẹn bởi vì cây gai kia nếu như là người trước nơi này thực sự là từng bước gian nan cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa nhưng nếu là trường hợp sau vậy thì càng thêm đáng sợ vẻn vẹn một cây gai mà thôi làm sao có khả năng truyền bá ra những thứ đồ này đến. Mà cây gai này hiển nhiên là bị bẻ gãy ra, vậy bản thể lại đáng sợ dường nào. Trước đám người lao lương cũng nói, đan dược cho biệt tử văn dùng có thể hóa giải bất luận kịch độc gì dưới tiên vương, nhưng sự thực ngược lại nói rõ cái gì. Cái độc này là cấp bậc tiên vương, chẳng lẽ có một dị trùng đắc đạo tiên vương chết đi ở đây, tứ chi tản ở trong bí cảnh, lấy tiên vương mạnh mẽ, cho dù là từ trên người rớt xuống một bộ phận, cũng không biết trải qua bao nhiêu triệu năm, vẫn nắm giữ năng lực dễ dàng phá hoại phòng ngự của tiên phủ như cũ. nơi này khả năng cất giấu bí mật kinh người. an nhiên nói trên mặt lướt qua vẻ cuồng nhiệt, càng nguy hiểm nàng liền càng ước mơ, bởi vì nguy hiểm cũng nương theo kỳ ngộ. tất cả mọi người gật đầu, nhưng nơi này không phải chỉ mấy người bọn hắn, còn có quái vật khổng lồ như tiên vương. nếu như thật sự có cơ may lớn gì, sát suất bọn họ đạt được cũng nhỏ đến kinh người. nhưng cơ duyên vốn là duyên phận cùng vận may, không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể đạt được bởi vì Lăng Hàn không có đi áp chế vết thương, vết thương của thi thể rất nhanh phục hồi như cũ, thi thể kia cũng phát ra tiếng a a, lại muốn bỏ dậy. Lấy quy tắc luyện hóa hắn, mọi người dồn dập ra tay, lấy quy tắc thiên địa tiến hành luyện hóa. Chi, lần này, thi thể không phát ra tiếng người nữa, mà là trùng kêu, cực kỳ thê thảm. Phốc, thi thể đột nhiên nổ thành mưa máu, sau đó bay ra vô số huyết trùng, đúng là đồ vật buồn nôn mà trước đó bọn họ nhìn thấy, bay múa đầy trời, công kích về phía bảy người lăng hàn khó mà tin nổi thi thể kia rõ ràng cực kỳ cứng cỏi man lực không thể tổn thương nhất định phải vận dụng quy tắc đến luyện hóa nhưng hiện tại đột nhiên nổ tung thật giống như đó chỉ là một đống huyết nhục phổ thông mà thôi hết thảy đều bởi vì những con huyết trùng này huyết trùng cuốn lấy như phong bạo trước tiên tấn công về phía vu lan phong hoa vu lan phong hoa giận tím mặt tại sao những con sâu này muốn công kích mình trước lẽ nào cho là mình yếu nhất sao sự thực cũng xác thực như vậy mặc dù hắn là siêu cấp đế giả nhưng năm người an nhiên, lao lương đều là nhất bí, tự nhiên hoàn toàn nghiền ép hắn, mà Lăng Hàn tuy cũng là thiên hồn, nhưng hắn là yêu nghiệt cấp bậc như kỷ vô danh, thực lực càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, bầy sâu công kích trước hắn, nghiệp hỏa tam thiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, oanh, trong cơ thể nhất thời bắn ra một đoàn liệt diễm, thiêu đốt vô tận. Đây là tiên thuật gần đây hắn nắm giữ, chỉ có đạt đến thiên hồn mới có thể triển khai, uy lực rất đáng sợ, từng cái từng cái phù hiệu đại đạo nhảy lên, tựa hồ ngay cả chuẩn tiên kim cũng có thể bị đốt thành nước thép. Nhất thời, tảng lớn sâu bị giết chết, nhưng mà còn có càng nhiều sâu giết tới. Ba người lao lương đương nhiên sẽ không ngồi xem, tất cả ra một trường, thay vu lan phong hoa hóa giải nguy cơ. Oanh, bầy sâu nhất thời tử vong diện tích lớn, bọn chúng tiến vào thân thể, có thể khiến một bộ hài cốt trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bản thân là cực kỳ yếu đuối, ở trong tay nhất bí đế giả căn bản không có sức chống cự. Xeo, một con huyết trùng to bằng nắm tay đột nhiên từ trong bầy sâu giết ra, bộ phận miệng có xúc tu cực kỳ dài nhọn, nhào về phía vu lan phong hoa. Mẫu trùng, trùng hậu, mọi người dồn dập kêu lên, tùy cách gọi không giống nhau, nhưng có thể khẳng định chính là, con sâu này tồn tại tương tự với phong hậu, là người lãnh đạo toàn bộ bầy sâu. Phốc, an nhiên ra tay, ngón tay nhỏ bé bắn ra, một cây gai băng như lợi kiếm đóng thủng con mẫu trùng kia ở trên cây khô. chương 2359, mỗi người đi một ngả phần sau của mẫu trùng vỉnh lên mấy lần, rất nhanh thì đình chỉ động tác, cuối cùng chết đi. Nó vừa chết, bầy sâu còn đang bay múa giữa bầu trời lập tức rớt xuống, chết cùng một chỗ. Xem ra, mẫu trùng không chỉ lãnh đạo toàn bộ bầy sâu, thậm chí còn là ngọn nguồn của sinh mệnh, nó vừa chết, tất cả mọi thứ toàn bộ chơi xong. Rốt cuộc quyết định, thật phiền phức, muốn tiêu diệt những con sâu này, cần trước tiên giết chết ký chủ chúng nó sống nhờ, lại lấy lực lượng quy tắc luyện hóa, cưỡng ép bầy sâu hiện thân, sau đó tiêu diệt mẫu trùng, lúc này mới có thể triệt để tiêu diệt bọn chúng. Bọn họ đều thầm nghĩ, nếu như người chúng chiêu là cường giả tứ bí, ngũ bí, hoặc thăng nguyên cảnh thì sao, vậy bọn họ gặp phải liền chỉ có phần chạy mất dép. Nhưng lo lắng như vậy không thể ngăn cản quyết tâm bọn họ đi tới chút nào, càng nguy hiểm, liền càng có khả năng dưỡng dục ra bảo vật kinh người. Lăng Hàn lặng lẽ lấy ra tấm bản đồ cổ kia xem. Cái này tuyệt không phải một bức tranh đơn giản mà thôi, mà là một bảo cụ truyền vào khá nhiều tâm huyết, tỉ như lúc Lăng Hàn ở bên ngoài, trên bản đồ chỉ cho thấy địa hình của tiên vực, nhưng sau khi vào nơi này, địa đồ liền sẽ tự động phóng to, cho thấy tình huống khu vực hiện tại của Lăng Hàn. Truyền thần thức vào trong đó, còn có thể xuất hiện hình nổi ở trong óc, mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, tấm bản đồ cổ này không biết là bao nhiêu năm trước chế tác, khả năng nơi này cũng phát sinh biến hóa lớn, cùng lúc đó hoàn toàn khác nhau cũng không nhất định. Nhưng Lăng Hàn cảm thấy tổng thể không có thay đổi, hoặc là thay đổi rất nhỏ nơi này hẳn là một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian vẻn vẹn chỉ là bên trong sản sinh biến hóa rất có hạn hắn nhìn kỹ địa đồ hiện tại bọn họ ở trong một khu rừng rậm rạp mà đi tới trước là một đại sơn sau đó là một hồ nước nhưng sau hồ nước là cái gì trên bản đồ lại không có biểu hiện khả năng phải đi về phía trước một đoạn đường mới sẽ biểu hiện bởi vì bản đồ này phóng to chi tiết càng nhiều nhưng tương ứng ở phương diện vĩ mô liền nhỏ đi trên bản đồ có một mũi tên chỉ thị lăng hàn phải tiếp tục đi về phía trước bởi vì biết gai sâu đáng sợ bọn họ một đường cất bước trở nên cẩn thận từng ly từng tí mà bọn họ cũng nhìn thấy càng nhiều thi thể phơi khô có phát hiện chậm bị thi thể công kích chỉ có thể lãng phí một chút thời gian luyện hóa thi thể bước ra bầy sâu đánh chết có phát hiện sớm đúng lúc né tránh đi qua miễn một trận đấu vận may của bọn họ không tệ không có gặp phải người bị hại là tứ bí ngũ bí thậm chí thăng nguyên cảnh nếu không thì bọn họ cũng chỉ có phần trốn chui trốn nhủi trở ra. Kỳ thực Lăng Hàn hy vọng bọn họ gặp phải nhân vật như vậy, hắn liền có thể nhân cơ hội tách ra đám người an nhiên, vì hắn chế tạo cơ hội bỏ chạy. Sau mười mấy ngày, bọn họ cuối cùng ra rừng rậm, phía trước xuất hiện một ngọn núi cao và hiểm trở xuyên thẳng mây xanh, có thần hà quấn quanh, thật giống như một vị tiên vương, tỏa ra lực áp bách vô cùng. Trong núi này, tất có báu vật, ngãi khải phong chắc chắn nói, hừm, cần lên núi tìm tòi. Lâm Tuyên biểu thị đồng ý, vậy thì đi thôi, nhưng Lăng Hàn dừng bước bất động, lắc đầu nói, ta không có hứng thú lên núi. Bản đồ vẫn chỉ dẫn về phía trước, mà trước đó linh nhạc, Đại Vân Tiên Vương đến nơi này rồi, cho dù bọn họ không lọt mắt bảo bối nơi này, nhưng còn có cường giả thăng nguyên cảnh khác a. À. Hơn nữa, tiên vương tới đây cũng không chỉ hai vị này, nếu như trên núi thật có bảo vật gì, phân hồn cảnh như hắn làm sao có khả năng phân đến một chén canh. Ầm, um, trên ngọn núi thỉnh thoảng có một đoàn hào quang óng ánh lấp lẽ, kia chỉ ít là chiến đấu cấp bậc thăng nguyên cảnh, có thể thấy phù hiệu đại đạo. Tiểu tử, cái này không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngãi khải phong uy nghiêm đáng sợ nói, hắn chỉ cảm thấy nổi nóng, lăng hàn lại tranh cãi với hắn. Ta nói trên núi có bảo bối, muốn đi lên, ngươi lại nói không có hứng thú, ý tứ gì. Lâm Tuyên cũng không thích, lăng hàn, ngươi là tu vi gì, nếu chúng ta quyết định lên núi, ngươi có tư cách nói không sao. Ngươi không phải sợ chứ? Ha ha, ngay cả dũng khí đoạt đồ ăn trước miệng hổ cũng không có, thành tựu của ngươi cũng có hạn. Ngươi có bản lĩnh, đánh một thang nguyên cảnh nằm bò cho ta xem thử. Lang Hàn thuận miệng phản kích, nói hưu nói vượt, Lâm Tuyên hừ một tiếng, Lang Hàn hai tay ôm ngực, ta dám nói ta có thể đỡ lấy mười mấy hai mươi chiêu của tiên phủ cảnh, ngươi dám đi tiếp thang nguyên cảnh mười mấy hai mươi chiêu sao? Mọi người đều là vượt qua một cảnh giới lớn, đối lập công bằng. Lâm Tuyên không khỏi lúng túng không cãi lại được, Lăng Hàn là yêu quái, liên tục chặn an nhiên hai kích mà như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đổi thành hắn, tùy tiện thăng nguyên cảnh nào đến cũng có thể thuấn sát hắn. Hắn làm sao cãi lại, bốn người ngãi khải phong cũng khiếp sợ, Lăng Hàn có thể đỡ được mười mấy hai mươi chiêu của tiên phủ cảnh. Cái này không phải đùa giỡn sao, tiên phủ nghiền ép phân hồn, đây là thiết luật ai cũng biết, là thiên địa chân lý. Ta cũng không muốn lên núi, an nhiên nói, các ngươi lên núi đi, ta cùng Lăng Hàn đi trước một bước ta cùng ngươi, Lâm Tuyên liền vội vàng nói, hắn sao chịu tách ra an nhiên, càng không thể để an nhiên cùng Lăng Hàn ở chung một mình. Vậy thì tạm thời mỗi người đi một ngả, địch đồng hân khẽ mỉm cười, an nhiên muội tử, bảo trọng, an nhiên gật gù, nàng cũng không am hiểu lôi kéo tình cảm với người. Lâm Tuyên rất am hiểu giao tiếp, cùng bốn người ngự hư giáo nói một phen, lúc này mới phất tay từ biệt, cùng an nhiên đứng song song. Lăng Hàn thầm kêu đáng tiếc, vẫn có hai cái theo đuôi làm sao bỏ rơi bọn họ đây đi thôi an nhiên lạnh lùng nói nàng đã chờ đến thiếu kiên nhẫn ba người đi tới trực tiếp vòng qua núi cao phía trước xuất hiện một hồ nước hẹp dài mặc dù nói hẹp nhưng kia là đối lập với độ dài mà thôi trên thực tế cái hồ này rộng đạt đến mấy vạn trượng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có cá lớn từ trong nước nhảy ra nhấc lên cuộn sóng cao tới mấy trăm trượng nhưng một con hùng ưng xẹt qua dễ như ăn cháo liền tóm lấy con cá lớn này đập cánh rời đi mạnh ăn yếu đây là luật rừng nơi này càng thêm nguy hiểm